Bạn đang nghe từ Phonos Tràng cha rồi mới tràng con Tập 1 Những bí quyết để cha mẹ thôi la bắn Thấu hiểu con trẻ hơn Và dạy con cách kiểm soát cảm xúc Tác giả Tiến sĩ Laura Markham Cười dịch Phương Lan Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. một thế hệ những người làm cha làm mẹ đầy tình thương sẽ thay đổi tư duy của thế hệ tiếp theo và vì thế thay đổi cả thế giới. Theo John Rayson. Lời tựa. chính những người hàng xóm kế bên đã dạy cho tôi một bài học lớn. Đó là vào một buổi sáng, tôi quan sát David dạy cậu con trai 7 tuổi của anh, Kelly, cách điều khiển chiếc máy xén cỏ trong vườn nhà. Trong khi anh đang say sưa hướng dẫn con trai lái chiếc máy ở phía cuối thảm cỏ, thì vợ anh, Jane, cất tiếng gọi để hỏi điều gì đó. Trong khi David hướng vào trong nhà để trả lời, Kelly tự mình điều khiển chiếc máy và vô tình phạt ngang qua thảm hoa bên cạnh để lại một vệt nham nhở dài đến cả mét trên nền đất. Ngay khi nhìn thấy những gì vừa diễn ra, David bắt đầu mất bình tĩnh. Anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức chăm chút cho những vạt hoa đó, để chúng khiến tất cả hàng xóm xung quanh phải ghen tị. Nhưng ngay khi anh vừa cao giọng hồng trúc cơn thịnh độ lên kheo ly đáng thương, thì Jen đã chạy đến, đặt bàn tay ấm áp lên vai anh và nói David, xin anh hãy nhớ Chúng ta đang nuôi dạy con chứ không phải những bông hoa. Tôi đã dành hơn 40 năm qua để truyền cảm hứng và sức mạnh cho hàng trăm ngàn người có mong muốn đạt được nhiều mục tiêu khác nhau trong sự nghiệp và đời sống cá nhân. Và với hầu hết mọi người, một trong những mục tiêu khó khăn nhất là nuôi dạy một đứa trẻ biết suy nghĩ chín chắn, biết lao động chăm chỉ và có lòng trắc ẩn. Đồng thời tận hưởng một mối quan hệ gần gũi, chân thành và vui vẻ với đứa trẻ đó cho tới khi chúng trưởng thành tôi chắc bạn cũng biết rằng đó là một việc không hề dễ dàng trong các buổi hội thảo tôi vẫn thường xuyên chứng kiến các học viên của mình đấu tranh để hàn gắn và vượt qua những rào cản với con cái mà nguyên nhân là do chính những vết thương thời thơ ấu của họ phải chăng họ từng có những ông bố bà mẹ tồi tệ không phải vậy giống như hầu hết chúng ta cha mẹ họ là những người tốt, nhưng cũng bị hạn chế bởi quá trình dạy dỗ từ thợ thơ ấu. Và vì thế, đôi khi họ quên rằng mình đang nuôi dạy con cái, chứ không phải những bông hoa. Hay đơn giản là họ nghĩ đến việc học cách để làm cha mẹ tốt hơn. Những ông bố bà mẹ tham gia các buổi huấn luyện của tôi rất nỗ lực phá vỡ cái vòng tròn lẫn quẩn ấy nhằm tạo ra một khởi đầu mới cho con cái mình nhưng những ý định tốt đẹp thường không đủ để hàn gắn những tổn thương xưa cũ chúng ta muốn trở thành những bậc cha mẹ tràn đầy cảm hứng và luôn luôn kiên nhẫn khoan dung trước con cái nhưng cuộc sống căng thẳng với quá nhiều yếu tố tác động đã khiến cho mục tiêu đó trở nên khó khăn đôi khi chỉ một sự cố vô cùng nhỏ do con cái gây ra cũng khiến chúng ta nổi đóa lên khi đó dù vẫn có thể nhẫm lại trong đầu tôn chỉ của một bậc cha mẹ tốt hãy kiên nhẫn hơn bớt căng thẳng đi đừng la mắng nữa hãy động viên và khuyến khích con nhưng rồi tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng đạt được những mục tiêu này vô cùng khó khăn những bậc cha mẹ thành công dường như nắm giữ một bí mật họ bình tĩnh hơn điềm đạm hơn nhưng đồng thời cũng quan tâm nhiều hơn tới nội tâm của chính mình và con cái họ không chỉ kiên nhẫn hơn mà dường như còn sẵn sàng giúp đỡ và tỏ thái độ vui vẻ với con cái hơn. Điều này đương nhiên sẽ tạo ra những đứa trẻ biết cách cư xử hơn, và vì vậy, cha mẹ cũng không còn cần phải nỗ lực quá nhiều để kìm nén cảm xúc thật của họ nữa. Khi con cái họ vô tình làm hỏng những bông hoa trong vườn, họ nhớ rằng điều quan trọng nhất là nuôi dạy chúng thế nào, chứ không phải vườn hoa của họ đẹp và ấn tượng với hàng xóm ra sao. Trèn cha rồi mới trèn con tập 1 là cuốn sách sẽ đưa chúng ta đến với những bí mật làm cha mẹ thành công này. Đào sâu vào từng chương sách được viết cẩn thận, gần gũi với thực tế và đầy cảm hứng. Tiến sĩ Laura thầm chỉ cho chúng ta cách nuôi dưỡng tinh thần để có thể mang lại cho con cái những gì tốt đẹp nhất trong tâm hồn chúng ta. Những ông bố bà mẹ mà tôi biết thường không có nhiều thời gian để đọc sự ưu việt của cuốn sách này nằm ở chỗ tiến sĩ lo ra đã đưa ra các hướng dẫn thực hành thay vì lý thuyết đơn thuần các nội dung của cuốn sách đều rất súc tích và đủ cô động để bạn có thể đọc được hết trong vài phút ngắn ngủi trước khi đi ngủ khi chờ xe hay ngay khi đang cố gắng bình tâm lại để tiếp tục nói chuyện với con những kế hoạch được xây dựng từng bước như làm thế nào để giữ bình tĩnh khi trẻ mẹ nheo và kết nối để giờ đi ngủ trở nên dễ dàng hơn đều rất dễ hiểu và dễ áp dụng vào những giờ phút căng thẳng những giờ phút căng thẳng đó đương nhiên không bao giờ chỉ là vấn đề giữa cha mẹ và con cái nó là biểu hiện của trận chiến vẫn luôn diễn ra trong nội tâm của chính các bậc cha mẹ bên cạnh nỗ lực mang lại cho con những gì tốt đẹp nhất chúng ta còn phải đối mặt với chính những mâu thuẫn trong con người mình Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Động lực để chúng ta làm tốt mọi việc chính là tình yêu thương dành cho con cái. Tiến sĩ Laura sẽ gợi ý những phương thức để cha mẹ có thể hàn gắn những vết thương của chính mình và biết cách giao tiếp với bản thân. Từ đó xây dựng được mối quan hệ sâu sắc hơn với con cái như chúng ta vẫn hằng mong muốn. Như Laura vẫn nhắc trong cuốn sách rằng không bao giờ là quá muộn để cho con một tuổi thơ hạnh phúc có Laura ra đồng hành, bạn sẽ thấy như có một thiên thần thông thái trên vai, thì thầm với bạn những bí mật hữu ích, những điều mà mọi ông bố bà mẹ đều cần biết để thực hiện vai trò của mình một cách điềm tĩnh hơn và sống hạnh phúc hơn. Jack Canfield, đồng tác giả cuốn Chicken Soup for the Parent Show và Chicken Soup for the Mother Show. Giới thiệu bí mật của bậc cha mẹ ôn hòa. Làm cha mẹ là một trong những việc khó khăn nhất mà chúng ta phải đảm đương. Những căng thẳng của cuộc sống thường nhật khiến nhiều bậc cha mẹ cảm thấy tội lỗi, dày dứt và thầm ao ước giá như có thêm chút thời gian bớt đi chút mệt mỏi hay biết được phải bắt đầu từ đâu thì mình đã có thể làm tốt hơn xử lý những căng thẳng mà cuộc sống hiện đại trút lên vai họ không phải là bản năng tự nhiên của mỗi con người và điều đó là trở ngại rất lớn đối với nghề làm cha mẹ của chúng ta hầu hết chúng ta buộc phải thực thi vai trò làm cha mẹ trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau cả ngày dài mệt mỏi nơi công sở và làm đủ các công việc nhà. Càng tệ hơn khi nền văn minh hiện đại đang bào mòn dần mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái và để chúng xa khỏi vòng tay cha mẹ từ khi chúng còn quá nhỏ. Dù vậy, vẫn có không ít những bậc cha mẹ nuôi dạy được những đứa trẻ tuyệt vời mà không gặp phải quá nhiều sóng gió. Họ rất kiên nhẫn trong vai trò làm cha mẹ của mình. Bí mật của những ông bố bà mẹ này là gì? Và chính xác là điều gì đã khiến con cái họ trở thành những con người tuyệt vời như vậy nếu bạn biết được những điều đó và áp dụng chúng với con cái của mình thì sao nhỉ sự thật là bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó những bậc cha mẹ này có một bí mật thực ra là cả một kho bí mật ẩn giấu bên trong họ trò chuyện với con cái theo một cách khác biệt họ trò chuyện với bản thân mình một cách khác biệt họ tiếp cận trải nghiệm làm cha mẹ của mình từ một góc nhìn mới phải chăng họ đã có những phút giây được khai sáng họ đã học được những bài học lớn trong cách nuôi dạy con cái tôi gói gọn chúng trong ba ý tưởng lớn những ý tưởng lớn song lại rất đơn giản và mọi bậc cha mẹ đều có thể áp dụng được ba ý tưởng lớn một Điều chỉnh bản thân Hầu hết cha mẹ đều cho rằng nếu con cái biết cách cư xử thì chúng ta cũng sẽ luôn duy trì được thái độ bình tĩnh trong vai trò làm cha mẹ của mình. Nhưng thực ra quản lý cảm xúc và hành động của bản thân mới là điều sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Chúng ta không thể nào kiểm soát được con cái và những gì xảy đến trong cuộc đời chúng nhưng chúng ta luôn kiểm soát được hành động của bản thân làm cha mẹ không mấy liên quan tới việc con cái chúng ta làm gì quan trọng là chúng ta phản ứng trước những hành động đó như thế nào khi rắc rối xảy ra phản ứng của cha mẹ hoặc sẽ khiến trời yên biển lặng hoặc sẽ gây ra một trận bão to giữ được bình tĩnh và phản ứng bằng thái độ xây dựng trước những hành vi rắc rối của trẻ đòi hỏi chúng ta phải trưởng thành nếu có thể kiềm chế và suy ngẫm về hành động của con thay vì thể hiện thái độ ngay tức thì nghĩa là chúng ta có thể nhận ra khi nào mình mất bình tĩnh và tự cân bằng lại bản thân sự trưởng thành về nội tâm này là điều khó khăn nhất nhưng cũng chính là điều sẽ khiến bạn một ngày nào đó trở thành một người cha người mẹ ôn hòa hơn thái độ ôn hòa của người lớn sẽ tác động tới trẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với giận dữ và mắng mỏ. Quy tắc kiểm soát cảm xúc của bản thân, một cách nói hòa mỹ về khả năng giữ bình tĩnh của bạn, sẽ cho phép bạn cư xử với những người xung quanh bạn, bao gồm cả những đứa trẻ, một cách bình tĩnh, tôn trọng và có trách nhiệm. Chính điều này sẽ tạo ra những đứa trẻ biết kiểm soát cảm xúc của chúng, biết tôn trọng người khác và sống có trách nhiệm hơn. Phần 1 của cuốn sách này sẽ đưa ra những công cụ giúp bạn điều chỉnh bản thân, ngay cả khi con cái khiến bạn nổi giận. 2. Tăng cường kết nối Con trẻ sẽ trưởng thành nhờ cảm thấy được gắn bó và thấu hiểu. Việc chúng ta có làm tốt vai trò làm cha mẹ của mình hay không phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa chúng ta và con cái. Không có nó chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất ít tới con con tôi sẽ không nghe lời đâu và làm cha mẹ sẽ trở thành một nhiệm vụ đầy mệt mỏi con cái cần được kết nối chặt chẽ với cha mẹ nếu không chúng sẽ không có cảm giác hoàn toàn an tâm khi đó trí óc chúng không thể vận hành trơn tru để điều chỉnh cảm xúc của bản thân và làm theo chỉ dẫn của cha mẹ vì vậy ưu tiên tập trung vào việc gắn kết với con cái sẽ khiến chúng trở nên hạnh phúc hơn và dễ bảo hơn. Sự gắn bó đầy yêu thương với con cũng sẽ mang lại niềm vui cho sự nghiệp nuôi dạy con của bạn. Trong phần 2 của cuốn sách này, bạn sẽ biết cách để khiến sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái trở nên sâu sắc và ngọt ngào hơn. 3. Huấn luyện đừng kiểm soát Con người dù là người lớn hay trẻ nhỏ luôn chống lại quyền hành và bạo lực. May mắn là trẻ nhỏ vẫn chấp nhận uy thế của cha mẹ nếu chúng còn tôn trọng và cảm thấy gắn bó với họ. Đôi dạy một đứa trẻ nghĩa là huấn luyện chúng cách xử lý cảm xúc, kiểm soát hành vi và hình thành kỹ năng cá nhân, chứ không phải là kiểm soát chúng để có được sự phân lời tức thì. Những bậc cha mẹ chính chắn đều biết rằng những gì họ làm ngày hôm nay sẽ góp phần vào sự trưởng thành của con cái họ sau này nhưng cũng có thể ngăn trở chúng họ giáo dục cảm xúc để con cái họ có được trí tuệ cảm xúc cần thiết cho việc điều chỉnh bản thân và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan không bắt ép con cái về phần lời cũng không trừng phạt dù là dưới những hình thức khác nhau như cách ly hay áp dụng quy luật nguyên nhân kết quả họ đưa ra những giới hạn đã được trẻ tự nguyện chấp thuận trước đó để huấn luyện cho trẻ kỷ luật tự giác. Họ không dựng bộ trước con cái để đổi lấy chút yên ổn hay không khí vui vẻ trong gia đình, nhưng đồng thời cũng biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó sẽ tạo ra những ông bố bà mẹ ôn hòa hơn và những đứa trẻ hạnh phúc hơn. Điều cốt lõi ở đây là phương pháp huấn luyện trẻ, phương pháp tối ưu để nuôi dạy trẻ thành những người trưởng thành, hạnh phúc và có trách nhiệm. Phương pháp này hiệu quả lâu dài hơn nhiều so với phương pháp làm cha mẹ truyền thống trong việc khiến trẻ sống có kỷ luật và hợp tác hơn. Phần 3 của cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu tại sao và làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ như vậy. Cuốn sách này có gì khác biệt? như hầu hết các cuốn sách làm cha mẹ khác cuốn sách này sẽ tập trung vào việc thay đổi hành vi của trẻ cuốn sách sẽ hướng đến những cách thức để cha mẹ giúp con đạt được những điều tốt đẹp nhất mà chúng có thể điều khác biệt là chúng ta sẽ tiếp cận thông qua ba ý tưởng lớn vừa được đề cập ở trên điều chỉnh bản thân tăng cường kết nối và huấn luyện đừng kiểm soát bạn sẽ thấy các ý tưởng này là sợi chỉ hồng xuyên suốt cuốn sách Đồng thời cũng là chủ đề chính của các phần, phần 1, phần 2 và phần 3. Cha mẹ phải quản lý được những cơn giận dữ cũng như cảm xúc của bản thân trước thì mới có thể huấn luyện và kết nối hiệu quả với con cái. Bạn sẽ thấy lời nhắc nhở về điều chỉnh và cân bằng cảm xúc của bản thân khi đứng trước các hành vi của con cái được lặp đi lặp lại. Kết nối chính là điều quan trọng nhất của bậc cha mẹ ôn hòa vì thế tác giả luôn nhấn mạnh việc kết nối với trẻ quan trọng trong bất cứ trường hợp nào dù là khi bạn đang cố gắng thoát khỏi cô con gái để đi làm vào buổi sáng hay ngăn cậu con trai không đánh em phần thứ ba cũng là phần dài nhất của cuốn sách huấn luyện đừng kiểm soát sẽ tập trung vào những đứa trẻ thay vì những kỷ luật kiểm soát hay điều khiển hành vi của trẻ bằng hình phạt hay hối lộ như bạn từng đọc đâu đó bạn sẽ tìm thấy bản kế hoạch huấn luyện theo từng bước nhằm hỗ trợ sự phát triển của con cái cả trước mắt lẫn lâu dài, để chúng có thể trở thành một con người tự tin hơn, kiên cường hơn, có kỷ luật hơn và có trí tuệ cảm xúc tốt hơn. Chúng ta sẽ tập trung vào những tương tác hàng ngày giữa cha mẹ với trẻ, bao gồm ba loại cơ bản. Mỗi loại sẽ được đề cập cụ thể trong một chương tương ứng, huấn luyện cảm xúc, chỉ dẫn với tình yêu thương và hỗ trợ tính tự chủ trong từng chủ đề trên chúng ta sẽ áp dụng ba ý tưởng lớn nhằm thay đổi tất cả các tương tác giữa bạn với con trong mỗi chương sách tôi sẽ gợi ý những cách thức cụ thể và mang tính thực hành để biến các ý tưởng này thành thực tế cuộc sống giúp con vượt qua từng giai đoạn phát triển khác nhau của chúng bạn sẽ tự tìm được đáp án cho câu hỏi tại sao cách bạn dỗ dành đứa con mới chào đời và phản ứng trước cơn bùng nổ của bé ở tuổi chập chững tiết đi lại giúp bé hình thành khả năng chịu đựng sự thất vọng ở tuổi lên 4, hòa thuận với anh chị em khi lên 6 hay đối diện với những người bạn xấu tính khi lên 8. Mặc dù các chỉ dẫn trong cuốn sách này kết thúc ở tuổi lên 9, nhưng bạn sẽ vẫn biết phải làm thế nào để con không đóng sầm cửa lại trước mặt bạn khi 12 tuổi. Mỗi chương đều kết thúc bằng các hướng dẫn thực hành với các kế hoạch cụ thể giúp bạn vượt qua những thách thức hàng ngày trong khi nuôi dạy trẻ tôi hy vọng rằng bạn sẽ trải nghiệm thực hành và điều chỉnh chúng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của gia đình mình trong mỗi chương sách bạn cũng sẽ nhận ra cách vận dụng ba ý tưởng lớn để tìm kiếm sự bình yên tự tin và niềm vui trong vai trò làm cha mẹ của mình đó là một sự nghiệp gian nan nhưng chắc chắn bạn sẽ được tưởng thưởng khi bạn ít quát mắng hơn và kết nối với con nhiều hơn bạn sẽ thấy bé trở thành một con người hạnh phúc tự tin và có ý thức kỷ luật tự giác bạn cũng sẽ tìm thấy niềm vui trong sự nghiệp làm cha mẹ của mình bạn có thể trở thành một người cha người mẹ ôn hòa hơn một mái ấm đầy tình yêu thương, không làm bắn hay phán xét, không chỉ là một món quà đối với các con tôi, nó còn là món quà tôi dành tặng bản thân mình. Tôi đã trưởng thành vượt bậc, không chỉ với tư cách là một người mẹ, mà còn với tư cách là một người con nữa. Tôi vô cùng biết ơn tiến sĩ Lo Tram Bắc bà đã ban ánh sáng đến cho cuộc đời tôi. Chia sẻ của Jennifer, mẹ của bốn đứa trẻ, 15, 12, 9 và 6 tuổi. Cuốn sách này là thành quả làm việc của tôi với hàng ngàn ông bố bà mẹ thông qua trang web AHA Parenting, trang web tư vấn phương pháp làm cha mẹ khá nổi tiếng và qua các chương trình huấn luyện cá nhân. Chuyên ngành của tôi là tâm lý học lâm sàng, sự phát triển của trẻ nhỏ và phương pháp làm cha mẹ. Tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều sẽ giúp các con trưởng thành. Tôi đã tư vấn cho các bậc cha mẹ để giúp họ nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc có trí tuệ cảm xúc lành mạnh và có ý thức kỷ luật tự giác càng tiếp xúc với nhiều ông bố bà mẹ tôi lại càng tin tưởng rằng tất cả đều đang nỗ lực hết sức vì con cái mình nhưng hầu hết lại không được cung cấp những thông tin hữu ích để giúp con cái họ trở thành những con người tuyệt vời không chỉ thế họ còn được nghe nhiều lời khuyên phản tác dụng thậm chí rất nguy hại những thứ khiến làm cha mẹ trở thành một cuộc vật lộn vất vả làm sao bé học được cách tự xoa dịu nếu chị không để cho nó khóc hãy thường xuyên khen ngợi và nói với con rằng con là một đứa trẻ ngoan ôi con bé đang không vừa ý rồi kìa nhanh lên hãy đánh lạc hướng nó đi cách tốt nhất để ngăn chặn một trận ăn vạ của con trong khi cả hai đang ở siêu thị ư hãy nói với nó rằng bạn sẽ về nhà rồi quay đi hãy tin tôi bé sẽ chạy theo bạn ngay con bé đang thao túng gì rồi đấy như tôi đã giải thích rất nhiều thói quen phổ biến trong việc nuôi dạy trẻ ngày nay đã tạo ra những cuộc chiến căng thẳng không cần thiết giữa cha mẹ và con cái chúng ta được khuyên rằng phải kiểm soát hành vi của trẻ nhưng bằng cách nào chứ kiểm soát chỉ có tác dụng khi trẻ còn nhỏ mà thôi đồng thời chúng lại vô tình phá hoại sự phát triển cảm xúc lành mạnh của con. Tệ hơn, nó còn làm xói mòn sự đồng cảm mà chúng ta dành cho con trẻ. Thay vì làm theo bản năng mách bảo, đáp ứng lại nhu cầu của trẻ một cách tự nhiên, chúng ta lại đóng băng cảm xúc trước trẻ. Tôi đã gặp rất nhiều bậc cha mẹ ước rằng mình hiểu được các ý tưởng của cuốn sách này sớm hơn, ngay khi con họ chào đời. Tràng cha rồi mới tràng con, tập 1, được viết ra để giúp bạn tạo nên một mối quan hệ đặc biệt với con cái và trong quá trình đó bạn sẽ nuôi dạy nên một đứa trẻ hạnh phúc có kỷ luật tự giác và có cảm xúc lành mạnh tình yêu thương vô bờ bến không ai có thể hoàn toàn bình tĩnh và thư thái trong mọi hoàn cảnh nếu vậy thì tất cả chúng ta đều đã ở cõi niết bàn nhưng mỗi lần chọn cách đối xử bao dung hơn với bản thân và con cái bạn cũng sẽ tiến gần hơn một bước tới sự bình yên trong tâm hồn và hạnh phúc trong cuộc sống trong quá trình tìm hiểu và nỗ lực thực hành theo cuốn sách này đừng quên khen thưởng từng tiến bộ nhỏ của bản thân thay đổi sẽ từ từ diễn ra cuộc sống đơn giản là sự tích tụ chậm chạp của những khoảnh khắc và mỗi khoảnh khắc đều cho chúng ta một cơ hội mới để thay đổi chỉ cần thay đổi phản ứng của bản thân với một số ít sự kiện diễn ra trong ngày thôi chúng ta cũng đã thấy mình như đang rẽ sang một hướng khác trước khi thực sự nhận thức được điều đó có thể chúng ta đã đến được với một miền đất mới không có cha mẹ nào hoàn hảo cũng không có đứa trẻ nào hoàn hảo nhưng có rất nhiều gia đình luôn sống trong sự bao bọc của tình yêu thương vô bờ bến. Cuốn sách này dành tặng bạn để bạn tạo nên một gia đình như thế. Phần 1: Điều chỉnh bản thân. Tác giả đề cập đến điều mà trước đây tôi đã bỏ qua là tôi cần giúp đỡ, cần sự tha thứ và kiên nhẫn hơn với chính mình, giống như những gì tôi đang cố gắng làm với con gái. Tôi cũng hiểu rằng hành động của con không phải là sự phản ứng với tôi hay vai trò làm mẹ của tôi, ít nhất là trong hầu hết các trường hợp, mà là những gì con đang cảm nhận và nhu cầu thực sự của con tại thời điểm đó. Chia sẻ của Elin mẹ của hai con nhỏ dưới bốn tuổi. Chương 1 Cha mẹ ôn hòa nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc Có một câu nói đã trở nên quá quen thuộc, nuôi dạy con cái là công việc vất vả nhất trên đời nhưng tại sao nó lại khó khăn đến vậy khi tôi đặt câu hỏi này cho các bậc cha mẹ thường có hai lý do được đưa ra thứ nhất chúng ta phải đánh cược vào đó quá nhiều và thứ hai không có phương thức rõ ràng nào để làm việc đó một cách đúng đắn lý do thứ nhất thì đúng nhưng lý do thứ hai thì không hoàn toàn như vậy các nghiên cứu về chủ đề nuôi dạy con luôn chỉ ra rằng các bậc cha mẹ đáp ứng được những nhu cầu cụ thể của con cái mình bằng thái độ yêu thương và tôn trọng đồng thời đưa ra những giới hạn và huấn luyện cảm xúc của chúng một cách tích cực sẽ nuôi dạy được những đứa trẻ tuyệt vời rất hợp lý nhưng lại vô cùng khó thực hiện bởi điều khó khăn nhất với các bậc cha mẹ là kiểm soát sự bùng nổ cảm xúc của bản thân dù thách thức mà con cái đang đặt ra cho bạn có là gì nếu muốn làm cha mẹ tốt bạn cần phải cải tạo cả bản thân nữa cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy nên những đứa trẻ thành công thành công không nhất thiết phải theo nghĩa là chúng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu được xã hội công nhận mà theo nghĩa là chúng luôn biết khám phá trân trọng và chia sẻ giá trị riêng của bản thân trong suốt cuộc đời điều đó phụ thuộc phần nhiều vào việc chúng ta biết kiểm soát những lo âu sợ hãi của chính mình từ đó con cái chúng ta sẽ được tự do khám phá xây dựng sự tự tin và khả năng vượt lên trên mọi khó khăn với một số đứa trẻ sinh ra đã khó tính hơn những đứa trẻ khác sự tự nhìn nhận lại bản thân của cha mẹ còn quan trọng hơn nhiều nhưng cho dù con bạn có mang đến thế giới này điều gì đi nữa cách bạn đáp lại chúng sẽ giúp chúng có khả năng phát huy những điều tốt đẹp nhất của bản thân con cái sẽ làm bạn vui sướng nhưng cũng sẽ khiến bạn giận dữ hay bực bội Một cách vô tình Chúng cũng sẽ đòi hỏi bạn Phải thực sự trưởng thành Nếu có thể nhận ra khi nào Mình đang nổi cấu Để cân bằng lại cảm xúc trước khi hành động Nếu có thể tự xoa dịu Những lo âu, sợ hãi của bản thân Bạn sẽ nuôi dạy được Những đứa trẻ hạnh phúc Và khỏe mạnh về tinh thần Những đứa trẻ thành công theo mọi nghĩa Bạn có thể trở thành Những người cha, người mẹ ôn hòa và nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc. Trách nhiệm hàng đầu của bạn trong vai trò làm cha mẹ Có ý thức, cho phép cảm xúc đến rồi đi mà không thể hiện nó bằng hành động. Theo Benedict Carey Có ý thức, không vả vào mồm ai đó. Một cậu bé 11 tuổi dẫn theo Sharon Sabat. Chắc chắn con bạn sẽ hành động như một đứa trẻ, một người đang học hỏi, đang có những ưu tiên khác biệt so với người lớn và không phải lúc nào cũng kiểm soát được cảm xúc hay hành vi của bản thân. Sẽ có lúc cách cư xử trẻ con đó khiến bạn cáu giận, nhưng vấn đề sẽ chỉ bắt đầu khi bạn cũng cư xử giống như một đứa trẻ phải có ai đó hành động như một người trưởng thành thì con bạn mới học được cách làm điều đó chứ nếu thay vì cư xử như một đứa trẻ bạn có thể suy nghĩ một cách có ý thức nghĩa là chú ý tới cảm xúc của mình và để chúng trôi qua mà không phản ứng lại bằng hành động bạn sẽ là tấm gương cho con cái về việc kiểm soát cảm xúc của bản thân và chúng sẽ học được điều đó từ việc quan sát bạn các hãng hàng không luôn chỉ dẫn rằng trong trường hợp khẩn cấp chúng ta phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi giúp đỡ trẻ em đi cùng điều đó rõ ràng là có lý do trẻ em không thể với tới các thiết bị cứu hộ nếu có thì chưa chắc chúng đã biết sử dụng đúng cách cho nên nếu chúng ta gặp rắc rối trẻ sẽ không thể cứu được chúng ta hay bản thân chúng vì thế cho dù sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu trẻ chúng ta vẫn phải có trách nhiệm đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước trẻ con cũng không thể kiểm soát được cơn giận của bản thân. Vì không thể vượt qua được sự ghen tị, nên trẻ sẽ đánh cô em gái nhỏ. Trẻ cần chúng ta giúp đỡ để có thể vượt qua nỗi sợ hãi rằng cha mẹ sẽ không yêu mình nữa vì mình không ngoan. Chúng biết rằng nếu ngoan thì chúng đã không đánh em, không lén lút ăn kẹo hay nằm lăn ra sàn nhà gào thét. Nhưng chúng không thể kiềm chế được bản thân, dù có cố gắng đến đâu đi nữa giống như khi chúng ta không thể kìm nổi mình ăn thêm một miếng bánh ngọt nữa vậy vậy thì cũng giống như câu chuyện về chiếc mặt nạ dưỡng khí nhiệm vụ của bạn là giúp con xử lý cảm xúc thứ sau đó sẽ giúp chúng cải thiện hành vi nhưng thật không bay trong lúc căng thẳng mệt mỏi và kiệt sức bạn không thể có thái độ tích cực với con giống như khi bạn trở nên hoảng loạn trong tình huống khẩn cấp trên máy bay chính vì vậy trách nhiệm đầu tiên của bạn trong vai trò làm cha mẹ là phải tỉnh táo trước trạng thái cảm xúc của bản thân điều này không có nghĩa là bạn không được phép giận dữ tỉnh táo nghĩa là bạn chú tâm tới và nhận thức được những gì mình đang cảm thấy nhưng không hành động để thể hiện nó giận dữ là một phần tất yếu trong tất cả các mối quan hệ của con người thể hiện nó ra ngoài một cách mù quáng bằng hành động hay lời nói mới là thứ ngăn cản bạn hoàn thành vai trò làm cha mẹ của mình. Cảm xúc rất có ích, giống như đèn tín hiệu trên các bảng điều khiển vậy. Nếu nhìn thấy đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển xe ô tô, bạn sẽ không che nó đi hay tháo tung nó ra để cắt đứt các dây điện phải không nào? Bạn sẽ lắng nghe thông tin mà nó truyền tải và hành động cho phù hợp, như đổ thêm xăng hay thay dầu chẳng hạn thế nhưng cảm xúc con người lại rắc rối ở chỗ khi cảm thấy nó chúng ta thường bối rối không biết phải làm gì bản năng của chúng ta là phản ứng lại tất cả những cảm xúc tiêu cực theo ba cách tấn công chạy trốn hoặc thu mình lại những chiến lược này có hiệu quả trong hầu hết các tình huống khẩn cấp trừ các tình huống trong khi làm cha mẹ thường thì phản ứng tốt nhất với những cảm xúc không dễ chịu khi làm cha mẹ là suy nghĩ về nó chứ không phải là thể hiện nó bằng hành động. Nói cách khác, bạn đừng hành động trong khi đang cáo giận. Bạn có thể tự nhận thấy nhiều điều khi cơ thể mình chìm ngập trong các hốc mồm thôi thúc bản năng chiến đấu hay lẫn trốn của con người, nhưng nếu có thể rèn luyện bản thân để nhận ra khi nào mình đang mất bình tĩnh, bạn sẽ có một lựa chọn khác là chờ đợi cho đến khi trở lại trạng thái cân bằng. Sự bình yên từ bên trong đó sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ hành động một cách khôn ngoan và bao dung với con cái nhưng chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không thể làm được điều đó khi hành động của con cái khiến chúng ta phát điền và mọi nỗ lực giúp bình tĩnh trở lại đều không có kết quả với chúng ta thì sao phá vỡ vòng luẩn quẩn hãy hàn gắn những tổn thương của chính bạn thiếu vắng sự suy ngẫm lịch sử thường lặp lại chính nó nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu chúng ta không chủ động tìm hiểu và xử lý những gì từng diễn ra với bản thân khi còn bé thì những trải nghiệm đó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ gắn bó sau này giữa chúng ta và con cái theo dan Siegel nhà tâm lý học nổi tiếng d w windicott đã đưa ra rất nhiều kết luận thú vị về cha mẹ và con cái một trong những điều tôi tâm đắc là trẻ em không cần bố mẹ chúng phải hoàn hảo. Tất cả những gì chúng ta cần là tránh không làm tổn hại tới chúng và mang đến sự tận tụy ở mức độ bình thường mà cha mẹ nào cũng có thể mang tới cho con cái mình. Không may là thực tế không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, không có sự tận tụy nào là bình thường cả. Mọi ông bố bà mẹ đều biết, nó có nghĩa là phải đi lại quanh nhà vào lúc 2 giờ sáng và trên tay ôm một đứa bé đang gào thét là buộc lòng phải vào bếp nấu nướng sau một ngày dài mệt mỏi khi điều duy nhất bạn muốn là cuộn mình vào chăn và ngủ một mạch đến sáng là cởi áo khoác ra giữa đêm lạnh để ủ ấm cho đứa trẻ đang ngủ ở ghế sau ô tô sự tận tụy bình thường này không khác tình yêu thương mãnh liệt là mấy nhưng ngay cả khi chúng ta thể hiện sự tận tụy của mình theo nghĩa sẵn sàng đặt con cái lên trên hết trở thành một người cha người mẹ vừa đủ tốt vẫn không hề dễ chút nào một người mẹ hay người bố tận tâm đôi khi vẫn vô tình làm tổn thương con mình cả những người hết mực yêu thương con sẵn lòng hy sinh cả tính mạng của bản thân vì con khi cần thiết cũng vậy nhưng tại sao lại có khoảng cách lớn giữa những ý định tốt đẹp và hành động thực tế đến vậy lý do là dù không bao giờ chủ tâm làm tổn thương con cái nhưng chúng ta thường thực thi vai trò làm cha mẹ của mình một cách vô thức sự thật là gần như tất cả chúng ta đều đã từng bị tổn thương khi còn là một đứa trẻ và nếu chúng ta không tự hàn gắn những vết thương đó chúng sẽ ngăn cản chúng ta làm cha mẹ như cách chúng ta thực sự mong muốn nếu có điều gì đó khiến bạn sợ hãi khi còn là một đứa trẻ đó cũng sẽ chính là điều làm bạn phiền não khi làm cha mẹ và nó sẽ làm tổn thương con cái bạn có rất nhiều ví dụ cho điều này một người cha vô tình lặp lại sai lầm của chính cha mình khi luôn phán xét con trai một người mẹ không thể đặt ra giới hạn cho hành vi của các con bởi cô không chịu đựng được sự giận dữ của chúng với mình và kết quả là chúng trở nên ích kỷ và luôn bất an. Việc mà chúng ta cần làm là xem xét lại những vết sẹo của quá khứ một cách có ý thức. Một số chỉ là những vết thương không đáng kể, một số thì đau đớn hơn. Để không gây ra những tổn thương mới cho con cái. Điều tuyệt vời là chính việc làm cha mẹ sẽ cho chúng ta tấm bản đồ chỉ dẫn tới những vết sẹo của quá khứ và cả cơ hội đào sâu cũng như hàn gắn chúng. Con cái có khả năng kỳ lạ trong việc chỉ cho cha mẹ những vết thương của chính họ và khơi gợi lại trong họ những nỗi sợ hãi cũng như giận dữ thỏa ấu thơ. Giỏi hơn cả bác sĩ trị liệu hay thiền sư, chúng sẽ cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để hàn gắn và trưởng thành. Hầu hết các bậc cha mẹ đều nói rằng yêu thương con cái đã biến đổi chính con người họ, khiến họ kiên nhẫn hơn, yêu thương hơn và bớt ích kỷ hơn chúng ta sẽ luôn luôn nhạy cảm trước những vấn đề từng ảnh hưởng tới tâm lý của bản thân khi còn nhỏ nhưng sau khi hàn gắn lại những tổn thương hành vi của chúng ta sẽ không bị chúng dẫn dắt nữa chúng sẽ khích lệ và biến chúng ta thành những người cha người mẹ tốt hơn vậy làm thế nào để bạn hàn gắn lại những vết thương thời thơ ấu và trở thành người cha người mẹ như mình hằng mong muốn một hãy tỉnh táo nếu để ý chúng ta sẽ nhận ra khi nào con cái đang làm mình phát điên trẻ con sẽ hành động theo cách trẻ con luôn luôn là vậy nhưng những gì làm ông bố bà mẹ này khó chịu lại có thể được ông bố bà mẹ khác đón nhận bằng thái độ bình tĩnh vui vẻ và yêu thương điều sẽ khiến những đứa trẻ muốn cư xử tốt hơn bất cứ khi nào nổi điên chúng ta lại đối diện với điều gì đó cần được hàn gắn Thật sự là vậy, bất cứ khi nào con cái khiến chúng ta giận dữ, chúng sẽ lại chỉ cho chúng ta một rắc rối nào đó từ thỏa ấu thơ vẫn chưa được giải quyết. 2. Phá vỡ vòng lỗng quẩn. Hãy bấm nút tạm dừng. Bạn không cần phải lặp lại quá khứ với chính những đứa con của mình. Hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu và bấm nút tạm dừng cho tâm trí mình. Hãy nhắc nhở bản thân về điều sẽ xảy ra, nếu bạn không chọn một giải pháp khác hãy ngậm miệng lại dù bạn là đang nói dở cầu đừng xấu hổ khi làm thế thực ra là bạn đang làm gương tốt cho con trong việc kiểm soát sự giận dữ hãy dành sự xấu hổ cho những khi bạn không thể kiềm chế được cơn bùng nổ tâm lý của mình ba hãy tìm hiểu cơ chế hoạt động của cảm xúc giận dữ là thông điệp cho chúng ta thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc sống vấn đề ở chỗ nó cũng là trạng thái sinh học ngăn cản chúng ta tìm ra giải pháp tốt nhất khi đang ở trong chuỗi phản ứng hóa học khiến bản thân giận dữ chúng ta nói và làm những điều chúng ta sẽ không bao giờ lựa chọn khi ở trong một trạng thái cảm xúc khác khi cơ thể và cảm xúc của chúng ta đang ở trong trạng thái bị thôi thúc bởi bản năng chiến đấu hoặc chạy trốn ngay cả con cái cũng giống như kẻ thù hãy cân bằng nhịp thở và chờ đợi cho đến khi bình tĩnh trở lại rồi mới đưa ra quyết định hay hành động. 4. Hãy ấn nút cài lại câu chuyện quá khứ của bản thân. Nếu có một tuổi thơ đau đớn, bạn sẽ không thể nào thay đổi nó, nhưng điều bạn có thể thay đổi là những gì bạn mang theo mình, những câu chuyện quá khứ. Bạn thay đổi nó bằng cách suy nghĩ, cảm nhận nỗi đau, nhưng đồng thời cũng nhìn nhận nó từ những khía cạnh mới. Nếu cha bạn bỏ rơi gia đình và bạn tự kết luận rằng vì mình không đủ tốt đẹp, đã đến lúc cần nhìn thẳng vào vấn đề từ quan điểm của một người trưởng thành, rằng bạn tốt hơn thế nhiều và sự ra đi của cha bạn chẳng liên quan gì tới bạn cả. Nếu mẹ bạn đánh bạn và bạn kết luận rằng mình là một đứa trẻ hư, thì giờ bạn cần hiểu một cách chính xác hơn rằng trong lúc mất bình tĩnh, mẹ bạn sẽ đánh cả đứa trẻ tuyệt vời nhất thế gian bạn cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, luôn tìm kiếm tình yêu thương và sự quan tâm bằng những cách duy nhất mà bạn biết tại thời điểm đó. trải nghiệm rồi viết lại câu chuyện tuổi thơ của mình có thể là một quá trình đau đớn, nhưng nó sẽ khiến bạn thành thản. nó cũng là cách duy nhất để bạn trở thành bậc cha mẹ ôn hòa của con cái mình. năm giảm bớt căng thẳng khi căng thẳng việc thực thi vai trò làm cha mẹ của chúng ta trở nên khó khăn hơn nhiều hãy xây dựng những thói quen giúp giảm bớt sự căng thẳng thường xuyên tập thể dục tập yoga tắm nước nóng tĩnh tâm suy nghĩ bạn không có thời gian ư hãy làm việc đó cùng cả gia đình bật nhạc lên và cùng nhảy đi dạo cùng nhau lên giường sớm vào tối thứ sáu để cùng đọc sách trong một không khí yên tĩnh và thư giãn rồi đi ngủ Hãy sống chậm lại một chút và bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó. 6. Tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết những vấn đề xưa cũ. Cha mẹ nào cũng cần được trợ giúp và được trải lòng về công việc khó khăn mà họ đang làm. Đôi khi chúng ta cũng làm điều đó một cách không chính thức, như tâm sự với bạn bè hay người thân. Những cách chia sẻ chính thức hơn với các ông bố bà mẹ khác. Ví dụ diễn đàn cùng nhau làm cha mẹ của patty whippler có thể giải cứu cho bạn bạn có thể trở thành thành viên của một nhóm hay cộng đồng nào đó nếu cảm thấy bế tắc hãy tìm đến một chuyên gia tư vấn để giúp bạn tiếp tục sống hạnh phúc hơn không có gì phải xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ điều đáng hổ thẹn là khi bạn từ bỏ trách nhiệm làm cha mẹ của mình bằng cách làm tổn hại đến con cái về mặt thể chất hoặc tinh thần nếu bạn cần giúp đỡ đừng chờ đợi hãy tìm kiếm nó ngay không có cha mẹ nào hoàn hảo bởi con người vốn đã không hoàn hảo dù có tích cực hoàn thiện bản thân đến đâu đi chăng nữa không phải lúc nào chúng ta cũng có được thái độ tích cực với con cái nhưng cứ mỗi lần bạn chịu để tâm và tự ngăn mình lại đồng thời kiểm soát được sự căng thẳng của bản thân bạn sẽ trở nên ôn hòa hơn và điều đó sẽ khiến con cái bạn hạnh phúc hơn winnicott nói đúng con cái không cần chúng ta phải hoàn hảo điều chúng cần là một người cha người mẹ biết tự sửa chữa và hoàn thiện bản thân biết mở rộng tấm lòng trong những hoàn cảnh khó khăn làm thế nào để kiểm soát cơn giận Phương pháp này thật hiệu quả, nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Phần hay nhất là ở chỗ bạn không cần phải là người hoàn hảo. Bạn cần phải thực tế, trung thực và dám thừa nhận rằng mình đã sai. Bằng cách này, thay vì tạo ra những cơn bão táp mỗi ngày, bạn sẽ tạo ra những kết nối, những giây phút yêu thương và chia sẻ cảm xúc thật của mình với con cái. Những giây phút đó sẽ dạy cho con cái chúng ta cách phát huy những điều tốt đẹp nhất của bản thân chúng những điều không hoàn hảo nhưng rất chân thực. Chia sẻ của Carrie, mẹ của hai bé trai dưới 4 tuổi. Chừng nào vẫn còn là con người, bạn sẽ còn bị thôi thúc bởi bản năng tấn công hoặc chạy trốn trong một thời điểm nhất định nào đó, và con bạn lúc ấy sẽ giống như kẻ thù. Khi bị chi phối bởi cơn thịnh nộ, cơ thể bạn sẽ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các hóc môn và các chất truyền dẫn của hệ thần kinh sẽ tiết ra mạnh mẽ. Chúng khiến các cơ bắp căng lên, các mạch máu sôi sục và hơi thở dồn dập. Giữ bình tĩnh vào những thời điểm đó là điều không thể, nhưng chúng ta đều biết rằng đánh mắng lũ trẻ không phải là điều chúng ta thực sự muốn làm, cho dù nó có thể đem lại chút khoai khỏa tức thời. Vậy thì hãy kiên quyết nói không với đánh đập, chửi rủa, lăng mạ hay đe dọa con cái. Còn la hét thì sao? đừng bao giờ làm thế với con bạn nó thể hiện một cơn bùng nổ rất trẻ con nếu thực sự cần phải hét lên hãy làm vậy trong xe ô tô khi đã đóng chặt hết các cửa khi không ai có thể nghe thấy bạn và đừng nói ra bất cứ từ nào bởi chúng chỉ khiến bạn giận dữ hơn mà thôi con cái bạn cũng nổi giận vì thế khi bạn quyết tâm kiểm soát cơn giận của bản thân một cách tích cực đó sẽ là một món quà quý giá cho chúng bạn không chỉ không làm chúng tổn thương, bạn còn cho chúng một tấm gương để noi theo. Cách bạn xử lý tình huống khi giận dữ sẽ dạy cho chúng rất nhiều điều. Liệu bạn có đang dạy cho con rằng khi nổi giận hãy cứ làm ầm lên? Tràng cha mẹ cũng vẫn làm ầm lên như vậy. Hay bạn sẽ cho chúng thấy rằng giận dữ là một phần tất yếu của con người và học cách kiểm soát cơn giận một cách có trách nhiệm chính là một phần của sự trưởng thành? Sau đây là cách để bạn làm điều đó. 1. Đếm đến 5 Hãy nhớ rằng khi giận dữ, bạn không nên can thiệp vào bất cứ tình huống nào. Thay vào đó, hãy cho mình một khoảng dừng và trở lại khi đã thực sự bình tâm. Nếu không bạn đã đủ lớn để có thể ở một mình trong chốc lát, bạn có thể vào nhà tắm, vả nước lên mặt và thở sâu. Hãy nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Giờ mình đang giận dữ, mình không thể nói về chuyện này được mình sẽ tạm ngừng mọi việc và bình tĩnh lại bỏ đi không có nghĩa là con bạn là người chiến thắng nó chỉ cho chúng thấy điều chúng vừa gây ra nghiêm trọng đến đầu đồng thời làm gương cho chúng về cách kiểm soát bản thân nếu con bạn còn nhỏ và có thể cảm thấy bị bỏ rơi khi bạn bỏ đi hãy lấy tạm nước từ bồn rửa bát để rửa mặt cũng được cho dù bạn đang ở gần con hay đang ở sau cánh cửa hãy dùng khoảng thời gian này để lấy lại bình tĩnh. Đừng làm mình điên tiết hơn khi cố chỉ ra sự đúng đắn của bản thân. Hãy thở sâu và giữ yên lặng. Đọc một vài câu niệm chú giúp bạn lấy lại bình tĩnh. Con bạn sẽ quan sát bạn. Chúng sẽ học được bài học quan trọng nhất trong đời. Đó là kiểm soát những cảm xúc tiêu cực một cách có trách nhiệm. 2. Giải phóng cơ thể bạn khỏi cơn giận dữ. Khi giận dữ, bạn cần một cách nào đó để bình tâm trở lại. Hãy dừng mọi hành động, thở đều, nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là chuyện nguy cấp. Hãy từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở sông 10 lần. Nếu cần phải tạo ra tiếng động, bạn có thể thử tìm cách cười lớn. Nó sẽ giúp giảm căng thẳng cho cơ thể và thay đổi tâm trạng của bạn. Bắt bản thân mỉm cười, thậm chí còn gửi một thông điệp tới hệ thần kinh rằng không có gì nguy cấp cả và nó sẽ làm bạn nguôi ngoài. Trong khi hít thở, hãy vỗ nhẹ vào huyệt ở cạnh bàn tay, nơi bạn chọn để thực hiện đòn chặt trong môn võ karate để thể hiện ý muốn lấy lại bình tĩnh của mình. Nếu bạn cảm thấy cần được giải phóng cơ thể khỏi cơn thịnh nộ bằng cách làm gì đó, hãy bật nhạc lên và nhảy. 3. Thay đổi suy nghĩ để có thể thay đổi cảm xúc nếu đang cho rằng con mình là một đứa hư hỏng và rồi nó sẽ trở thành một kẻ du côn, thì bạn sẽ không thể nào bình tĩnh lại được. Sự thật là con bạn vẫn còn quá nhỏ, chúng đang bị tổn thương và thể hiện điều đó với bạn bằng hành động sai trái. Hãy nhắc nhở bản thân. Con đang hành động như một đứa trẻ bởi vì nó đúng là một đứa trẻ. Con mình cần tình yêu của mình hơn và lúc nó ít xứng đáng với nó nhất. Con đang đòi hỏi sự giúp đỡ của mình để đáp ứng những nhu cầu và cảm xúc chính đáng của nó. 4. Hãy lắng nghe cơn giận của bạn, đừng thể hiện nó bằng hành động. Giận dữ, cũng giống như những cảm xúc khác, là điều tự nhiên như các bộ phận trên cơ thể con người. Bạn sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm cho những hành động nhằm thể hiện nó mà thôi. Giận dữ thường là bài học rất giá trị đối với chúng ta. Nhưng trừ một số trường hợp hiếm hoi, đòi hỏi bạn phải tự vệ hành động trong khi đang giận dữ chưa bao giờ là giải pháp tích cực. Bởi khi đó, bạn lựa chọn làm điều mình sẽ không bao giờ làm trong trạng thái có lý trí. Cách tích cực để đối phó với cơn giận là hạn chế thể hiện đó. Và khi đã bình tĩnh lại, hãy sử dụng nó để phân tích. Điều bất ổn gì trong cuộc sống khiến mình giận dữ đến vậy? Cần phải làm gì để thay đổi nó? Đôi khi câu trả lời liên quan một cách rõ ràng với vai trò làm cha mẹ của bạn Chúng ta cần thay đổi điều gì đó trước khi mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, như cho trẻ đi ngủ sớm hơn nửa giờ, hoặc tìm cách hàn gắn mối quan hệ với đứa con 9 tuổi để nó không cư xử với bạn một cách thô lỗ như vậy nữa. Đôi khi bạn sẽ ngạc nhiên vì nhận ra cơn giận dữ của bạn thực ra bắt nguồn từ người bạn đời hay thậm chí là sếp của bạn ở cơ quan. Đôi khi cơn giận là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần ngủ nhiều hơn hoặc cần tâm sự thường xuyên với một người bạn bao dung. Đôi khi chúng ta giận dữ mà không có lý do, nhưng lại trút điều đó lên con cái. Và chúng ta cần tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua trị liệu tâm lý hoặc tư vấn chuyên môn. Năm, Hãy nhớ rằng, thể hiện cơn giận của bạn với người khác có thể khiến nó trở nên trầm trọng hơn. Mọi người thường cho rằng chúng ta cần thể hiện cơn giận để nó thôi không gặm nhắm chúng ta nữa. Nhưng các nghiên cứu lại chỉ ra rằng Thể hiện cơn giận trong khi chúng ta đang giận dữ Thực ra chỉ làm chúng ta giận dữ hơn Điều đó sẽ khiến người mà chúng ta trút giận bị tổn thương hoặc giận dữ Và gây ra trạng nứt trong mối quan hệ của chúng ta với họ Việc hình dung lại trong đầu những gì vừa diễn ra Chỉ khiến chúng ta khẳng định chắc chắn mình đúng còn người kia sai Và chúng ta lại giận dữ thêm Điều có ít nhất khi đó là bình tĩnh trở lại, sau đó tích cực tìm ra điều đang khiến chúng ta tức giận. Như vậy, vấn đề sẽ được giải quyết và cơn giận không sụp sôi thêm nữa. 6. Đợi một chút trước khi thi hành kỷ luật với trẻ. Hãy nói càng ít càng tốt cho đến khi bạn bình tĩnh lại chỉ một câu đơn giản như Bố mẹ cần bình tĩnh lại trước khi có thể nói về chuyện này. Nếu bạn đã dành tới 10 phút để trấn tĩnh mà vẫn không cảm thấy đủ bình tĩnh để hành động một cách tích cực, bạn có thể nói: "Bố mẹ muốn suy nghĩ về những gì đã xảy ra trước đã, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." 7. Dù thế nào đi nữa, hãy tránh xa bạo lực. Đánh đòn con có thể khiến bạn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn vì được hả giận, nhưng nó tạo ảnh hưởng xấu tới sự phát triển lâu dài của con và phá hỏng những điều tốt đẹp mà bạn làm với tư cách là một người cha, người mẹ. Những hành động như phát vòng mông hay tác vòng mặt thường có xu hướng tiếp diễn theo chiều hướng có hại và đôi khi còn trở thành hành động bạo lực nguy hiểm tới tính mạng. Hãy làm bất cứ điều gì bạn thấy cần để kiểm soát bản thân, kể cả rời khỏi phòng. Nếu cuối cùng bạn vẫn không thể kiềm chế được và sử dụng bạo lực, hãy xin lỗi con nói với con rằng đánh đập không bao giờ là điều tốt và tìm kiếm sự giúp đỡ cho bản thân. 8. Tránh không đe dọa Những lời đe dọa được thốt ra trong khi bạn đang giận dữ thường sẽ rất vô lý, bởi đe dọa chỉ có hiệu quả nếu bạn sẵn sàng thực hiện chúng. Chúng quyết định quyền lực của bạn và khi không trở thành hiện thực, chúng có khả năng khiến con bạn không tuân thủ quy định vào lần sau. 9 điều chỉnh giọng nói và lựa chọn ngôn từ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, càng nói chuyện một cách từ tốn, chúng ta sẽ càng cảm thấy bình tĩnh hơn, và người đối diện sẽ đáp lại chúng ta theo nhịp điệu tương tự. Ngược lại, chối thề hay dùng ngôn ngữ kiểu quy kết sẽ khiến cả bản thân chúng ta và người nghe cảm thấy thất vọng. Vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bằng giọng điệu và cách sử dụng ngôn từ, Chúng ta có khả năng làm bản thân và đứa trẻ đối diện, hoặc bình tĩnh trở lại, hoặc trở nên thất vọng. Hãy nhớ, bạn là tấm gương để con bạn noi theo. 10. Hãy xem mình là một phần của vấn đề. Nếu bạn cởi mở và sẵn sàng để trưởng thành hơn về cảm xúc, con cái sẽ luôn chỉ cho bạn những điểm bản thân bạn cần thay đổi. Ngược lại, bạn sẽ thấy mình và con cái bế tắc trong cùng một vấn đề hết lần này đến lần khác. Hãy chịu trách nhiệm về việc kiểm soát cảm xúc của bản thân mình trước. Có thể con bạn sẽ không trở thành một thiên thần nhỏ ngay lập tức, nhưng những hành động vô lối của chúng sẽ giảm đi đáng kể khi bạn học được cách giữ bình tĩnh. 11. Vẫn còn giận dữ ư? Hãy đi tìm cảm xúc thực sự đằng sau đó. Đừng xoay quanh cơn giận của bạn mãi sau khi đã lắng nghe nó và thay đổi hãy để nó ra đi nếu cách đó vẫn không hiệu quả hãy nhớ rằng cơn giận thực ra luôn là tấm chắn bảo vệ cho chúng ta khỏi cảm giác bị tổn thương để đẩy lùi nó hãy nhìn thẳng vào nỗi đau hay sự sợ hãi ẩn đằng sau đó nếu cơn bùng nổ của con gái làm bạn sợ hãi hay bạn cảm thấy thất vọng khi chứng kiến con trai mình đánh đứa em gái nhỏ vì bạn đã từng là đứa nhỏ tội nghiệp đó Hãy suy ngẫm về những vết thương cũ và hàn gắn chúng. Một khi bạn sẵn sàng cảm nhận những cảm xúc thực sự ẩn giấu bên trong, bạn sẽ không cần đến tấm chắn giận dữ nữa và rồi tự nó sẽ tiêu tan. 12. Hãy xử lý đúng vấn đề. Mỗi hành động hay lời nói tiêu cực của bạn với con cái đều sẽ làm tổn thương mối quan hệ quý giá này. Hãy tập trung vào những điều quan trọng như cách con bạn đối xử với những người khác chẳng hạn. Còn hàng trăm thứ lặt vặt khác của cuộc sống, như nhìn thấy áo khoác của lũ trẻ vứt bừa bãi trên sàn nhà, có thể khiến bạn phát điên, nhưng chúng không xứng đáng để bạn làm tổn hại mối quan hệ của mình với chúng. 13. Nếu thường xuyên phải vật lộn với cơn giận của mình, hãy tìm đến tư vấn chuyên môn. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ bạn đang mang trên vai trách nhiệm nặng nề của người làm cha mẹ là tránh không làm tổn thương con cái mình cả về mặt thể chất lẫn tinh thần làm thế nào để ngừng quát mắng con tôi thích tất cả những lời khuyên của tiến sĩ nhưng tôi thấy nó chỉ hiệu quả khi tôi giữ được bình tĩnh mà đó lại là điều thực sự khó. Tôi là bà mẹ hay là lối? Mẹ tôi ngày xưa cũng vậy. Tôi chỉ là một mắt xích trong chuỗi lặp lại từ những thế hệ trước. Làm sao tôi phá vỡ được cái vòng lẫn quẩn này đây? Chia sẻ của Cynthia, mẹ của ba đứa trẻ dưới 6 tuổi. Hầu hết cha mẹ đều la mắng con cái và phải đến quá nửa số lần chúng ta không nhận ra là mình đang làm điều đó âm vực giọng nói của chúng ta cứ cao dần cao dần mãi lên hoặc chúng ta biết mình đang làm gì nhưng vào giây phút đó chúng ta cho rằng hành động của mình là hoàn toàn chính đáng xét cho cùng liệu bạn có hiểu con bạn vừa làm gì không chúng ta đều biết rằng con cái sẽ phản ứng tích cực hơn nếu chúng ta không hét lên với chúng la mắng chỉ là một tình huống khó khăn trở nên trầm trọng hơn nó khiến một cơn gió mạnh trở thành bão tố và thực sự thì làm sao bạn mong con cái mình học được cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân chúng nếu bản thân bạn không thể điều chỉnh được chính mình nếu thay vì quát mắng bạn giữ được bình tĩnh thì đứa trẻ đối diện cũng sẽ làm như vậy chúng ta làm gương cho bọn trẻ về cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân chúng ta có thể hành động hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề con cái chúng ta sẽ học được cách chuyển từ tâm trạng bối rối sang bình tĩnh mối quan hệ của chúng ta với chúng cũng sẽ được củng cố. Chúng sẽ hợp tác hơn và bắt đầu điều chỉnh cảm xúc của bản thân tốt hơn. Và thành thực mà nói, chúng ta phải hét lên vì chính vấn đề của chúng ta, chứ không phải vì bọn trẻ. Một vài bậc cha mẹ nhìn nhận cách hành xử sai trái của con cái bằng thái độ cảm thông, thậm chí còn dùng nó để phai trò. Thật sự đấy. Bởi dù hành động của con bạn có tồi tệ đến đâu, ẩn đằng sau đó cũng là lời cầu cứu được giúp đỡ. Đôi khi cần phải có giới hạn rõ ràng trong hành động, nhưng nó không bao giờ đòi hỏi bạn phải trở nên khó chịu. Và bạn cũng sẽ không giúp gì được cho con trong khi đang là lối. Thôi quát mắng là điều không dễ dàng. Bạn có thể rất muốn làm thế, song rút cuộc lại vẫn thấy mình đang la mắng con. Nếu trước đây thường xuyên bị la mắng, bạn sẽ cần nỗ lực rất nhiều để thôi không lặp lại chuyện đó. Hơn hết, bạn cần biết rõ mình muốn gì vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có phương pháp nào hiệu quả tức thời cả. Phải mất khoảng 3 tháng, giống như việc chơi đàn piano. Hôm nay bạn bắt đầu tập chơi các quản và cùng với sự luyện tập hàng ngày, thì sớm muộn bạn cũng có thể chơi một đoạn nhạc đơn giản. Trong vòng một năm, bạn có thể chơi một bản sonata. Tôi đã chứng kiến hàng trăm bậc phụ huynh làm được điều đó. Vậy thôi quát mắng có khó khăn lắm không? Có. Nó sẽ không giống như một phép màu. Nó đòi hỏi bạn phải nỗ lực liên tục hàng ngày. Không ai có thể làm điều đó hộ bạn. Bạn có thể làm được nếu không ngừng nỗ lực. Một ngày nào đó bỗng nhiên bạn sẽ không thể nhớ nổi lần cuối mình to tiếng là khi nào. Bạn muốn bắt đầu ngay rồi chứ. Một, Hãy cam kết với chính mình. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi chúng ta tự cam kết một điều gì đó với bản thân một cách có ý thức và cam kết đó được nói ra thành lời thì chúng ta thường đạt được nó đặc biệt là nếu chúng ta nỗ lực thực hiện nó hàng ngày chỉ đơn giản mong ước được làm lại điều gì đó hay ngay cả việc hối tiếc những điều mình đã làm thường không thay đổi được điều gì vì vậy hãy viết ra ý định của bạn tôi sẽ nói chuyện với con tôi một cách tử tế và dán mảnh giấy đó ở chỗ mà bạn thường xuyên nhìn thấy. Hãy hình dung không khí gia đình bạn sẽ tuyệt vời ra sao khi bạn không la mắng nữa. Hãy tưởng tượng bạn sẽ phản ứng một cách bình tĩnh, thậm chí là với cả sự cảm thông và chút hài hước nữa trước lũ trẻ. Hãy thường xuyên nghĩ đến hình ảnh đó trong đầu. Bạn đang lập trình tiềm thức của chính mình. 2. Hãy cam kết với gia đình khi làm điều này bạn sẽ rất dễ vướng vào một cái bẫy đó là bạn phải cam kết điều gì đó với một người khác cụ thể là bạn phải cam kết với con mình rằng bạn dự định sẽ thôi không quát mắng chúng nữa bởi thực ra chúng sẽ là những người duy nhất chứng kiến sự thành thực của bạn hơi đáng sợ phải không đúng thế nhưng bạn đang làm gương cho con và nếu bạn muốn một đứa trẻ không hét vào mặt mình thì đây chính là cách để làm điều đó vì vậy hãy giải thích cho con rằng bạn vừa quyết định sẽ không la mắng nữa hãy làm một tấm bảng nhiều ô để đánh giá bản thân cuối mỗi ngày con bạn sẽ là người quyết định xem bạn có xứng đáng nhận một phiếu khen thưởng để gắn vào ô của ngày hôm đó hay không việc này sẽ khiến bạn phải có trách nhiệm với cam kết của mình bạn cũng là người phản đối áp dụng phương pháp bạn đánh giá với trẻ phải không tôi cũng vậy bởi chúng dạy lũ trẻ những bài học sai lầm chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau trong chương kỷ luật nhưng vì cha mẹ là người có toàn quyền quyết định trong gia đình nó chính là một cách trao quyền cho lũ trẻ để chúng khiến cha mẹ có trách nhiệm hơn với điều mình đã cam kết ba hãy dừng lại thả lỏng người và hít thở mỗi khi bạn thấy mình đang hoặc sắp sửa cao giọng. Nhưng bằng cách nào? 4. Hãy ngừng nói chuyện ngay khi bạn nhận thấy mình đang mất bình tĩnh. Hãy ngậm chặt miệng lại. Bạn không thể ngừng phát ra âm thanh nữa. Hãy gầm lên nếu buộc phải thế. Nhưng với điều kiện là bạn phải ngậm chặt miệng lại. 5. Thả lỏng người. Một cách thực sự ấy. Hãy buông xuôi trong giây lát. Không có gì khẩn cấp cả. Nếu có, hãy đưa những người liên quan thoát khỏi nguy hiểm rồi lại quay trở lại quy trình này. Hãy tạm thời bước ra khỏi rắc rối. 6. Thở sâu 10 lần. Hãy nới lỏng tay. Nó giúp trí não bạn thoát ra khỏi bản năng phòng vệ vô thức và quay trở lại với hiện thực có ý thức. Khi đó bạn sẽ có thể lựa chọn hành động đúng đắn. 7. Nhắc nhở bản thân bạn là người trưởng thành, còn con bạn thì đang học hỏi mọi thứ từ bạn, vào chính lúc này. Hãy nhìn vào con và nói, mẹ đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh. Mẹ không muốn la mắng nữa. Hãy để mẹ bình tĩnh đã, rồi sau đó chúng ta sẽ thử nói chuyện lại, được chứ con? 8. Làm bất cứ điều gì để đẩy lùi bản năng tấn công hoặc chạy trốn bên trong bạn. Thở sâu hơn, đọc một câu niệm chú. rửa mặt bằng nước lạnh nhìn vào bản đánh giá nhắc nhở bản thân rằng con bạn đang hành động như một đứa trẻ bởi vì nó là một đứa trẻ nhắc nhở bản thân rằng không có gì nguy cấp cả chín thử nói chuyện lại bạn biết khi nào mình thực sự thoát khỏi trạng thái bản năng muốn tấn công hoặc chạy trốn bởi khi đó bạn nhìn con không giống như kẻ thù nữa mà trở lại là đứa trẻ mà bạn hết mực thương yêu người mà bạn đã hứa sẽ nâng niu, chăm sóc và chỉ bảo ân cần để trở thành một con người tuyệt vời và biết yêu thương. Giờ thì hãy thử nói chuyện lại với con. Khó quá phải không? Sẽ rất khó khi cơ thể bạn tràn ngập những chất truyền dẫn thôi thúc bản năng tấn công. Nhưng cũng khá đơn giản thôi. Bạn chỉ cần trì hoãn phản ứng cho đến khi bình tĩnh trở lại. 10. Bạn băn khoăn không hiểu con bạn sẽ học được gì nếu bạn không lên giọng với chúng. Khi sợ hãi, trẻ cũng rơi vào trạng thái bản năng muốn tấn công hoặc chạy trốn. Các vùng não phụ trách việc học hỏi sẽ tạm thời không hoạt động nữa. Con bạn không thể học hỏi được điều gì khi bạn quát mắng. Sẽ luôn luôn hiệu quả hơn khi bạn giao tiếp với chúng một cách bình tĩnh và yêu thương. Bên cạnh đó, khi làm mắng, bạn cũng đánh mất uy tín của mình với con chúng sẽ ít cởi mở hơn trước ảnh hưởng quyền lực của bạn. 11. Bạn băn khoăn không biết liệu mình có bỏ qua cho con một cách quá dễ dàng không? Còn bạn đang bị tổn thương và hành vi không đúng đắn của chúng là tín hiệu cho thấy chúng cần sự giúp đỡ của bạn. Chúng cư xử vô lối bởi chúng đang có những cảm xúc mạnh mẽ mà bản thân chúng chưa thể hiểu và diễn đạt được thành lời. Đương nhiên là bạn phải đặt ra các giới hạn và định hướng hành vi cho con. Nhưng sự chỉ dẫn của bạn không cần thiết, phải làm cho chúng cảm thấy khó chịu hay sợ hãi. Bạn muốn con tuân theo sự chỉ dẫn của bạn bởi vì chúng yêu bạn và không bao giờ muốn làm bạn thất vọng, chứ không phải vì sợ hãi. 12. Bạn băn khoăn rằng, liệu mình có đang thiếu thành thực không? Còn bạn đã thấy rằng bạn rất bối rối chúng cũng thấy rằng bạn rất có trách nhiệm trong việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân thành thật với những trải nghiệm của bản thân không đòi hỏi bạn phải trút chúng lên người khác mà không có sự chắc lọc nào như đức phật nói hãy từ bi bất cứ khi nào có thể và điều đó luôn luôn có thể chúng là những cảm xúc của bạn và chỉ một phần trong đó xuất phát từ những gì diễn ra giữa bạn và con ngày hôm nay một phần lớn còn lại bắt nguồn từ quá khứ và từ chính cách bạn nhìn nhận vấn đề. 13. Vậy nếu đã cố gắng hết sức mà bạn vẫn phải la lối thì sao? Bạn sẽ lại quay về điểm xuất phát, chắc chắn không phải chỉ một lần. Nhưng đó sẽ không còn là sai lầm khi bạn học hỏi được từ nó. Hãy biến mỗi lần bạn mất điểm trên bản đánh giá bản thân thành một cơ hội để thay đổi điều gì đó thói quen, thái độ hoặc cách bạn tự chăm sóc bản thân để bạn có thể làm tốt hơn vào lần sau. Hãy giúp đỡ chính mình để bạn có thể thay đổi. Hãy nhớ rằng, bạn vẫn có thể dạy bảo con cái, chỉ có điều là hãy tỏ ra tôn trọng chúng. Quy trình 3 phút để bạn chuyển từ bực bội sang bình tĩnh. Tiến sĩ lo ra, bà nói rằng phương pháp để tránh la mắng là chờ đợi cho đến khi trở nên bình tĩnh rồi mới thử nói chuyện lại với con. Nhưng khi đã nổi điên, tôi thường không thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Có khi phải mất đến cả giờ để đánh lạc hướng bản thân. Trong khi đó, con trai tôi vẫn tiếp tục làm điều sai trái và tôi thật sự cần phải điều chỉnh hành vi của nó ngay. Chia sẻ của Jen, bà mẹ một con Giả định rằng quy trình dừng lại, thả lỏng người và thở đều có thể giúp bạn bình tĩnh trở lại đủ nhanh để điều chỉnh điều vừa làm bạn nổi cấu. Nhưng khi cơ thể đã rơi vào trạng thái bản năng muốn tấn công hoặc phòng vệ, nó tràn ngập những chất truyền dẫn thần kinh thôi thúc bạn phải tấn công. Con bạn lúc đó sẽ giống như kẻ thù và bạn có nhu cầu khẩn thiết phải chỉnh đốn chúng ngay. Nếu không phải là đối mặt với một con hổ dữ giữa rừng già, bạn sẽ không phải mất tới cả giờ mới bình tĩnh lại được tôi nói nghiêm túc đấy dù con bạn có làm gì đi nữa đó cũng không phải là một tình huống nguy cấp nếu phải mất nhiều hơn vài phút để bình tĩnh trở lại đó là bởi vì bạn chưa cho cơ thể mình biết rằng đó là một báo động giả cơ thể bạn vẫn đang ở trạng thái bản năng muốn tấn công hoặc phòng vệ và tâm trí bạn thì vẫn đang sôi sục vì thế bạn phải mất tới cả giờ để làm nó sao lãng. Dù con bạn có vừa làm gì, bạn cũng cần phản ứng lại một cách tích cực với thái độ điềm tĩnh. Sau đây là 3 phút khai sáng sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận sự việc và làm dịu đi thôi thúc bản năng muốn tấn công hoặc phòng vệ của bản thân. Phút thứ nhất, suy nghĩ về điều đang khiến bạn bực bội. Hãy nói thầm với bản thân có thể là nó không coi bố mẹ ra gì phải dập tắt nó ngay từ trong trứng nước mới được hoặc nó đang điều khiển mình hãy xem suy nghĩ đang làm bạn bực bội này có hầu như chắc chắn xuất phát từ nỗi sợ hãi nghĩa là nó không giống như bạn diễn giải sự việc xuất phát từ tình yêu thương phút thứ hai hãy nhớ rằng luôn có cách nhìn nhận khác trước mọi vấn đề hãy xem như bố mẹ bạn đã từng có suy nghĩ này về bạn ít nhất một hay hai lần nhưng rồi bạn vẫn vượt qua được nó còn bạn cũng vậy hãy xem xét sự việc bằng cách đặt mình vào vị trí của con ví dụ nó đang chỉ cho mình thấy nó bối rối thế nào nó được phép có những cảm xúc đó hãy để ý xem suy nghĩ rối bời của bạn đã khiến bạn cư xử với con ra sao nếu bạn bỏ qua suy nghĩ đó bạn sẽ phản ứng với con thế nào phút thứ ba giải phóng cơ thể bạn khỏi những cảm xúc đó hãy bấm vào huyệt ở cạnh bàn tay trong khi hít thở thật sâu trong lúc đó hãy nói với bản thân dù đang bối rối mình vẫn rất thận trọng mình có thể bình tĩnh lại và giải quyết việc này nếu bạn thấy mình ngáp đó là tín hiệu tuyệt vời cơ thể bạn đang dần thả lỏng càng luyện tập nhiều cơ thể bạn sẽ càng trở lại trạng thái bình tĩnh nhanh chóng hơn giờ hãy trở lại với con bắt đầu lại bằng tình yêu thương nghe có vẻ khó khăn ư đúng vậy bởi khi giận dữ bạn bị choáng ngợp bởi thôi thúc muốn tấn công nhưng khi mở lòng ra một chút bạn sẽ hiểu được gốc rễ của thái độ khiến bạn phải la mắng và bạn thay đổi nó mọi suy nghĩ đều xuất phát từ nỗi sợ hãi hoặc tình yêu thương. Hãy chọn tình yêu thương. Làm thế nào để giữ bình tĩnh khi trẻ mè nheo? Khi lũ trẻ mè nheo, tôi thấy mình chỉ muốn đẩy chúng ra càng xa càng tốt. Quả thật là rất khó để thông cảm với chúng chia sẻ của Laura, bà mẹ hai con. Trẻ con thường hay bối rối bởi chúng thiếu kinh nghiệm và chưa đủ trưởng thành về mặt nhận thức. Khi đó chúng ta, người có khả năng giữ bình tĩnh, sẽ giúp chúng xây dựng các chu trình tự xoa dịu bản thân. Nhưng hầu hết trường hợp, chúng ta đều thấy rất khó cảm thông với con cái khi chúng bắt đầu mất kiểm soát. Có gì đó bên trong chúng ta như muốn hét lên, "Không!" Không. Bố mẹ không có thì giờ cho chuyện này đâu. Không, con đang làm sống mặt bố mẹ đấy. Mọi người đang nhìn kia kìa. Không, mình đã làm gì sai mà nó lại làm ầm lên thế kia. Không, sao nó lại làm thế với mình chứ? Không, sao nó không thể ngậm miệng lại được nhỉ? Sự thật là thế này. Khi còn là trẻ con, hầu hết chúng ta đều học được rằng những cảm xúc như thế là không thể chấp nhận được. Vì vậy, khi con cái ăn vạ đứa trẻ nhỏ bé trong chúng ta bỗng trỗi dậy những tín hiệu báo nguy hiểm lập tức bật lên và khi nguy hiểm đến gần chúng ta có cảm giác hoảng loạn chúng ta chỉ muốn bỏ đi bản năng chạy trốn hoặc cảm thấy giận dữ tức thì chúng ta muốn trẻ ngậm miệng lại bản năng tấn công hoặc chúng ta đứng chết lặng mà chẳng biết phải làm sao phản ứng thu mình lại chúng ta phải ôm đứa trẻ đang gào thét vào lòng với thái độ cảm thông. Cho phép nó xả ra hết những cảm xúc bực bội đang dồn ứ đó ư. Chấp nhận cơn bùng nổ của nó ngay cả khi nó đang nhầm vào chúng ta ư. Những điều đó đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của hầu hết các bậc cha mẹ. Bởi thường thì vào những lúc như thế, tất cả ý định tốt đẹp của chúng ta đều sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ hết. Tất cả mọi đứa trẻ đều phải trải qua những giây phút sợ hãi, giận dữ, thất vọng hay buồn nản. Chúng cần thể hiện những điều đó và cần chúng ta lắng nghe. Qua thời gian, việc đó sẽ dạy cho chúng cách chung sống hòa bình và điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Trên thực tế, chúng ta chính là tấm gương cho trẻ. Chúng học được cách điều chỉnh cảm xúc và hành vi của bản thân từ việc quan sát cha mẹ điều chỉnh cảm xúc và hành vi của mình. Vậy chúng ta có thể làm gì để vừa thể hiện được phản ứng thực sự của mình trước sự bối rối của trẻ, vừa có thể thực sự ở bên cạnh và giúp đỡ chúng? Một, Hãy thừa nhận cảm xúc thật của bản thân Sự hoang mang của chúng ta trước những cảm xúc bản năng của trẻ bắt nguồn từ thời thơ ấu. Cách duy nhất để xua tan nó là nhìn nhận tác dụng của nó với chúng ta khi còn nhỏ. Hãy tự nói với bản thân, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi khi còn nhỏ nhưng giờ tôi đã lớn rồi những cảm xúc đó là hoàn toàn bình thường thôi mà hai hãy nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là một tình huống nguy cấp có cảm giác như vậy khi chứng kiến sự bối rối của con là rất bình thường nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa mình vẫn có thể xử lý được đây không phải là một mối đe dọa đây là đứa con mà mình hết mực yêu thương và nó đang cần sự giúp đỡ của mình ngay lúc này nếu tâm trí bạn vẫn không ngừng bị thôi thúc hãy nói với nó rằng bạn sẽ xử lý những mối lo ngại này sau không phải lúc này ba hãy nhắc nhở bản thân rằng thể hiện cảm xúc là điều tốt dù thế nào con bạn vẫn sẽ có những cảm xúc đó câu hỏi ở đây là liệu bạn sẽ cho phép con mình thể hiện chúng hay sẽ dạy chúng rằng đó là những thứ không thể chấp nhận được một khi con bạn đã cảm nhận được cảm xúc của bản thân, những cảm xúc đó sẽ tự động tan biến. Cho dù không thể hoàn toàn thoải mái trước những cơn bùng nổ tâm lý của con, bạn hãy cố gắng chuyển cách ứng xử của mình từ đương nhiên không được phép sang có thể chấp nhận được một cách bao dung. Bạn cũng nên hành động như vậy vào những thời điểm khác khi con bạn cần đến sự giúp đỡ của bạn. 4. Hãy giải tỏa áp lực bạn không cần phải chỉnh đốn con hay giải quyết tình huống đang diễn ra tất cả những gì bạn cần làm là đứng yên ở đó còn bạn thậm chí không cần bạn phải đưa cho chúng thứ chúng đang đòi hỏi điều chúng thực sự cần là bạn bằng tình yêu thương vô hạn của mình chấp nhận chúng với tất cả những cảm xúc lẫn lộn kể cả thất vọng giận dữ hay đau buồn tất cả đều có thể được chấp nhận và rồi chúng sẽ qua đi mà không cần bạn phải làm gì cả chỉ cần tình yêu thương của bạn mà thôi năm hãy hít một hơi thật sâu và lựa chọn tình yêu thương tất cả lựa chọn của chúng ta xét về bản chất đều hướng tới tình yêu thương hoặc nỗi sợ hãi hãy để sự quan tâm mà bạn dành cho con tiếp thêm lòng dũng cảm để bạn lựa chọn tình yêu thương không chỉ dành cho con bạn mà cho cả đứa trẻ từng là bạn trước kia và cho người cha hay người mẹ là bạn hiện nay. Hãy cố thở đều và tự nhủ. Tôi chọn tình yêu. Quá sức mướt ư. Vậy mà các nghiên cứu lại chỉ ra rằng phương pháp này rất có hiệu quả. Nhưng bạn cũng có thể dễ dàng tìm ra một câu niệm chú khác hiệu quả với mình. Chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi. Mình sẽ vượt qua được nó và con mình cũng vậy mình có thể làm được sáu hãy bao dung với cảm xúc và không phản ứng lại bằng hành động bạn có thể hành động sau nếu muốn có thể chỉ là sau vài phút khi bạn đã bình tâm trở lại còn giờ phút đó hãy để bản thân bạn cảm nhận nó hãy thở sâu để vượt qua nó hãy gọi tên cảm xúc nếu điều đó giúp ích cho bạn ừ thì giận dữ nhưng đằng sau sự giận dữ đó là gì Tổn thương, sợ hãi, thất vọng. Hãy chú ý tới cách bạn cảm nhận nó trong cơ thể mình. 7. Hãy suy nghĩ đơn giản. Con bạn cần bạn chứng kiến sự bùng nổ cảm xúc của bé, đồng thời cho bé biết rằng bé vẫn rất đáng yêu bất chấp những cảm xúc không đẹp của mình. Hãy giải thích, điều đình, xin lỗi, lên án, khuyên nhủ hay phân tích vì sao bé lại cảm thấy như vậy? hoặc cố gắng dỗ dành được rồi được rồi con không cần phải khóc thế là đủ rồi đấy đều sẽ cản trở quá trình tự nhiên của cảm xúc đừng ép con phải nói ra bằng lời trẻ con không thể suy nghĩ một cách mạch lạc khi chúng đang bối rối đương nhiên là bạn muốn dạy dỗ con nhưng cái đó phải để sau con bạn sẽ không thể học được điều gì cho đến khi bé bình tĩnh trở lại bạn không cần phải nói gì nhiều sự bình tĩnh và giọng nói yêu thương của bạn chính là điều quan trọng nhất. Bạn có thể nói với con, không sao đâu con, mẹ ở ngay đây mà. Mẹ biết rồi, ai cũng phải có lúc khóc nhè. Con đang bảo mẹ đi đi, nên mẹ sẽ đứng dịch ra một chút, nhưng mẹ sẽ không để con lại một mình thế này đâu. Khi nào con bình tĩnh lại, mẹ sẽ ngay đây để ôm con. 8. Tìm cách xử lý cảm xúc của chính bạn không gì có thể khơi dậy những cảm xúc bản năng của con người dễ dàng như khi bạn làm cha mẹ bạn cũng cần được giải tỏa nghĩa là trải nghiệm cảm xúc của bản thân và tìm cách vượt qua chúng mà không cần phải thể hiện chúng ra ngoài bằng hành động một số người làm điều đó bằng cách viết nhật ký hay có khi là khóc lóc còn bạn có thể sẽ cần một ai đó ở bên cạnh để lắng nghe một người biết kiềm chế không đưa ra những lời khuyên nhủ người sẽ không choáng váng khi bạn thừa nhận rằng mình muốn ném ngay đứa con đang khóc lóc vào thường hay bỏ nó lại ở cửa hàng hoa quả ngoài chợ người hiểu được rằng ai cũng có những cảm xúc dữ dội đó và bạn sẽ chẳng đời nào hành động như vậy thật cả người sẽ không nổi đóa lên hay hốt hoảng vì không biết những cảm xúc đó của bạn và của con bạn là có chấp nhận được hay không người sẽ để bạn khóc sẽ luôn ở bên bạn như bạn sẽ làm vậy với những đứa con của mình đây quả là một việc khó khăn cho những người làm cha mẹ nhưng sẽ là món quà lớn cho những đứa trẻ tin tốt lành là một khi bạn chấp nhận tất cả cảm xúc của con cái chúng sẽ học được cách điều chỉnh những cảm xúc đó một cách lành mạnh thực tế là bạn sẽ thấy ngay những kết quả tích cực sau mỗi lần bạn đối mặt với những cơn bùng nổ của con bằng tình yêu thương bởi con bạn sẽ cảm thấy khá hơn nhiều sau khi trút bỏ được gánh nặng từ những cảm xúc tiêu cực của chúng đó mới thực sự là tình yêu thương vô điều kiện bạn có thể hoàn thiện bản thân trong khi nuôi dạy con cái ngoặt quan trọng đối với tôi là khi tiến sĩ bắt khâm nói về việc làm cha mẹ trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Nếu bắt đầu một ngày mới hoàn toàn trống rỗng, bạn sẽ chẳng mang lại được điều gì cho con cái. Tìm cách lấy lại năng lượng là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy tôi thức dậy vào lúc 6 giờ mỗi sáng và đi bộ. Nó giúp tôi nạp năng lượng và sự tập trung để có thể làm việc cũng như đáp ứng nhu cầu của các con. Đi chơi với bạn bè cũng là điều hết sức quan trọng, vì vậy tôi đã tham gia một vài nhóm tại nhà thờ để có được những giờ phút vui vẻ cần thiết. Chia sẻ của Amanda, mẹ của hai đứa con 4 tuổi và 1 tuổi Quyết tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ ở khắp mọi nơi là gì? Là cần phải kiên nhẫn hơn. Nhưng nếu bạn phải cố gắng hết sức mới kiên nhẫn được thì đó là dấu hiệu cho thấy mức năng lượng của bạn đang thấp một cách đáng báo động ý chí có thể đã đẩy bạn vượt ra quá xa khỏi các giới hạn điều mà bạn thực sự cần lúc đó là nạp thêm năng lượng tìm lại niềm vui để có thể chia sẻ nó với con cái chúng yêu sự hiện diện đầy vui vẻ của bạn nhờ đó chúng sẽ trở nên hạnh phúc hơn và sẽ hợp tác với bạn tốt hơn nếu bạn đang thấy mình thường xuyên ở trong tình trạng bực bội mệt mỏi hay kiệt quệ. Nếu tâm trí bạn luôn quẩn quanh với những suy nghĩ tiêu cực về con cái, hoặc nếu bạn đang thường xuyên quát mắng chúng, thì có thể bạn đang mắc chứng bệnh mà tôi gọi là rối loạn SAP. Sacrificing yourself on the altar of parenthood. Hy sinh bản thân vì sự nghiệp làm cha mẹ. Đó là khi bạn quên chú ý đến bản thân ở mức độ cần thiết cảm thấy cùng quẩn không phải là điều tốt cho bất kỳ ai nó giết chết sự vui vẻ tự nhiên của con người ngược lại có một người cha hay người mẹ luôn bực bội suy nghĩ tiêu cực và thiếu kiên nhẫn cũng không tốt cho bất kỳ đứa trẻ nào thử nghĩ xem liệu những điều đó có khiến con bạn cư xử tốt hơn không cuối cùng thì chính bạn là người chịu trách nhiệm về cuộc sống ngắn ngủi mà bạn được trao tặng đến khi trút hơi thở cuối cùng nếu không hạnh phúc thì bạn cũng chẳng thể trách móc ai bí mật của việc làm người lớn là chúng ta vẫn đang tiếp tục lớn khôn và trở thành cha mẹ buộc chúng ta phải học hỏi để có thể dìu dắt cả bản thân chúng ta lẫn con cái nếu bạn đã đủ lớn để có con thì có nghĩa là cha mẹ bạn không còn phải bận tâm về bạn nữa giờ đây đó là trách nhiệm của chính bạn đừng chỉ dành sự âu yếm dịu dàng cho bọn trẻ bạn cần trao tình yêu đó cho bản thân mình nữa điều này sẽ thay đổi cách làm cha mẹ và cả cuộc đời bạn nữa liệu như thế có nghĩa là giờ đây bạn sẽ nói với con rằng nó có thể quên đi chuyện các nhu cầu của nó sẽ luôn được bạn đáp ứng đi đã đến lúc bạn đặt nhu cầu của mình lên trước nhất không tất nhiên là không rồi làm cha mẹ nghĩa là nuôi dưỡng con cái là chú ý tới các nhu cầu của con và cố gắng đáp ứng chúng dù thế nào bạn vẫn là người lớn bạn có thể vừa là bậc cha mẹ ôn hòa trong mắt con đồng thời làm cha mẹ của chính bản thân mình nữa một phần của việc đó là thay đổi hành động của bạn chăm sóc bản thân qua những việc nhỏ bé hàng ngày và phần còn lại là thay đổi thái độ tìm kiếm sự bình yên trong chính con người bạn. Giải pháp là bạn hãy tự chăm sóc mình bất cứ khi nào có thể, giống như chăm sóc cho con bạn vậy. Hãy tôn trọng cả nhu cầu của bạn và của chúng. Không may là việc này sẽ đòi hỏi ở bạn khá nhiều công sức, nhưng chính việc yêu thương bản thân đó sẽ làm bạn thay đổi. Sau đây là cách thức để bạn làm điều đó. Một, hãy tạo thói quen hòa nhịp với bản thân một cách thường xuyên nhất có thể mỗi ngày hít một hơi thật sâu và để sự thư thái tràn ngập khắp cơ thể bạn hãy thở chậm để có thể xả hết căng thẳng bộc bạch với chính bản thân mình tưởng như rất đơn giản nhưng đó là điều tất cả chúng ta đều cần khi cảm thấy bị ức chế hãy tập trung vào những điều quan trọng nhất con bạn có đang buồn bực không bạn đã ôm con vào lòng và nói với chúng bạn yêu chúng thế nào chưa trẻ con có thể cảm nhận được sự căng thẳng và xa cách của người lớn và chúng sẽ phản ứng lại bằng hành động vì thế những cái ôm thường sẽ kéo chúng trở lại với những gì tốt đẹp nhất trong con người chúng tìm kiếm sự giúp đỡ làm cha mẹ là công việc khó khăn nhất mà con người phải gánh vác. Tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ. Như nhà văn Elamot nói, hãy sống với bản thân mỗi ngày như với một người thân mà bạn yêu quý nhất, nhưng lại mắc chứng rối loạn tâm thần bằng sự hài hước và rất nhiều niềm vui nhỏ nhỏ. Tôi không có ý nói rằng bạn hãy cho phép mình ăn uống thả cửa. Đó có thể chỉ là một nụ hôn ngọt ngào từ người bạn đời cho dù cuộc hôn nhân của bạn hiện có thể không hoàn hảo một cái ôm từ con cái ngay cả khi chúng cũng không hề hoàn hảo hãy tìm ai đó mà bạn có thể tâm sự về những khó khăn khi làm cha mẹ của mình mà không có ý định điều chỉnh bạn hay con bạn giúp đỡ bản thân hãy trò chuyện với bản thân như với người mà bạn vô cùng yêu thương hãy gắn những thông điệp để cổ vũ tinh thần ở khắp nhà để giúp bạn phấn chấn. Hãy bỏ đóng bát đĩa bẩn lại và đi ngâm mình trong bồn tắm thật lâu. Hãy cho phép bản thân thảnh thơi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Trước khi đi ngủ, hãy tìm ra ba điều đáng được khen ngợi của bản thân. Hãy ngủ cho đủ giấc. Khi làm hỏng việc, hãy tận dụng nó. Ừ thì bạn đã làm hỏng chuyện, được thôi. Vậy hãy dùng cơ hội đó để thực hành bài học về cách một người trưởng thành xin lỗi và hàn gắn, mọi cuộc khủng hoảng đều là cơ hội để chúng ta đến gần nhau hơn, nếu bạn sẵn sàng nhìn nhận mọi thứ từ cả hai phía bằng trái tim rộng mở. Hãy làm lại. Khi thấy mình bắt đầu cao giọng, hãy dừng ngay lại, thở sâu và nói: "Xin lỗi con, bố mẹ đã cáo kỉnh." Hãy thử làm lại nhé. Bố mẹ định nói là bạn đang chịu trách nhiệm cho sự kích động của chính mình vì thế bạn sẽ không cảm thấy con mình giống như kẻ xấu xa nữa và bạn cũng đang làm gương để chúng tự sửa chữa bản thân hãy đánh giá cao con của bạn cho dù có làm bạn điên tiết thì con bạn vẫn còn rất nhiều điểm đáng yêu khi bạn chú ý đến những điều đó nó giống như bạn nói với chúng rằng hãy như thế này nhiều hơn nữa con nhé chúng sẽ vô cùng vui sướng vì điều đó. Đừng bao giờ bỏ đi khi đang xúc động. Con bạn phụ thuộc vào bạn trong việc đánh giá bản thân chúng. Nếu cảm thấy bị bạn bỏ rơi, chúng sẽ bỏ mặt chính mình. Con bạn đang lạc lối ư? Hãy đưa chúng trở về. Nhưng đừng lạc lối theo chúng. Hãy trao cho chúng tình yêu thương và chúng sẽ đi cùng bạn trên con đường đúng đắn. Hãy luôn lựa chọn tình yêu nếu để tâm, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn là những lựa chọn. Bạn có nên nghiêm khắc với con không, bởi bạn sợ rằng nếu không như vậy thì con bạn sẽ không học được điều gì. Bạn có nên chỉ ra cho bạn đời rằng mình đã đúng không? Bạn có nên tự cho phép mình không rửa bát và đi tắm? Nhưng xét cho cùng, mọi lựa chọn đều là giữa yêu thương và sợ hãi hãy lựa chọn tình yêu nhiều nhất có thể mỗi ngày bạn đều có những cơ hội mới để kết nối với con theo cách sẽ hàn gắn cả hai cuộc đời bạn là tập hợp tất cả những lựa chọn của bạn bạn sẽ có những lựa chọn tồi chắc chắn rồi nhưng mỗi lựa chọn mới sẽ lại có khả năng khiến tỷ lệ những lựa chọn tồi ấy giảm dần đi đương nhiên nếu ngày nào với bạn cũng là một ngày tồi tệ thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình. bạn xứng đáng được cảm thấy tốt đẹp và con bạn xứng đáng được tận hưởng những gì tốt nhất trong con người bạn chứ không phải những gì xấu xa còn lại. hai, mỗi khi nhận thấy mình đang bực tức hay kích động, hãy dừng lại, hãy tự hỏi bản thân mình phải làm gì lúc này để giữ được sự cân bằng. sau đó Hãy để bản thân tự giải quyết vấn đề, cho dù con bạn có đang ở cùng hay không. Ngồi lại 5 phút ở bậc cửa sau nhà và nghe chim hót, uống một cốc nước, nhảy theo một bản nhạc tuyệt vời trong vòng 5 phút. Nếu không thể làm ngay, hãy tự hẹn với bản thân để làm điều đó sau. Đi tắm sau khi lũ trẻ đã đi ngủ, một ly rượu ngon với bạn đời, ngủ nhiều hơn một chút. Ba hãy chú ý đến những thời điểm khó khăn trong ngày và tìm cách hoàn thiện bản thân bằng cách vượt qua chúng đây là cuộc sống của bạn chính bạn là người phải chịu trách nhiệm về nó cho dù bạn có thấy như vậy hay không tự cho mình là nạn nhân sẽ không giúp ích được gì cho con bạn cho bạn trẻ đi ngủ đang là vấn đề khiến bạn phải đau đầu ư hãy lên kế hoạch để cải thiện nó cho dù giải pháp là chia sẻ cùng bạn đời cho bọn trẻ đi ngủ sớm hơn, đặt ra thời gian biểu, cho phép mình ngủ nhiều hơn, hay là thưởng thức một cốc trà trong khi đọc sách cho bọn trẻ trước giờ đi ngủ. 4. Hãy thưởng thức cái đẹp và tận hưởng niềm vui bất cứ giây phút nào có thể. Hãy thôi vội vã và ngắm nhìn nụ cười của con bạn. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ tóc chúng. Niềm vui của chúng khi học được điều gì đó mới mẻ thưởng thức mùi hương của hoa hồng sẽ làm phong phú thêm tâm hồn bạn. Nó khiến cuộc sống đáng sống hơn. Sự trang trề năng lượng sống của bạn chính là thứ sẽ truyền cảm hứng cho con bạn để chúng kết nối và hợp tác với bạn hơn. Và điều đó chắc chắn sẽ chữa lành chứng rối loạn SAP. 10 nguyên tắc để nuôi dạy một đứa trẻ tuyệt vời. chỉ trong một tháng mà tôi đã thấy con gái mình thay đổi rất nhiều khi tôi có thể ngăn bản thân không trở nên bực bội và biến mọi chuyện thành một trò chơi hay một câu chuyện hài hước trong khi vẫn đảm bảo các quy định con bé không mè nheo nữa nó chấp nhận câu trả lời không từ phía tôi và trở nên vui vẻ hơn ngoan ngoãn hơn thật ra mọi chuyện lỡ tôi tôi cư xử tốt hơn thì con bé cũng làm như vậy chia sẻ của tri mẹ của một bé 2 tuổi. Các bậc cha mẹ thường hỏi tôi những nguyên tắc nào là quan trọng nhất để nuôi dạy được một đứa trẻ tuyệt vời. Đối với tôi, có vẻ như những nguyên tắc quan trọng nhất để có được những đứa con tuyệt vời là dành cho cha mẹ chứ không phải cho lũ trẻ. Hai nguyên tắc căn bản nhất là chúng ta phải chịu trách nhiệm về bản thân và gắn bó với con cái. Những nguyên tắc còn lại sẽ trợ giúp bạn khi thực hiện hai nguyên tắc đó một kỹ năng quan trọng nhất khi làm cha mẹ hãy kiểm soát bản thân hãy chăm sóc bản thân để không trút giận lên con cái hãy can thiệp trước khi cảm xúc vượt khỏi khả năng kiểm soát của bạn hãy luôn nạp năng lượng cho bản thân càng quan tâm và yêu quý bản thân mình bạn sẽ càng yêu thương con cái hơn hãy nhớ rằng con bạn sẽ bắt chước chính xác những gì bạn làm cả việc bạn quát mắng hay tự dè biểu bản thân. hai, Cam kết quan trọng nhất khi làm cha mẹ. Hãy luôn là người ủng hộ con và đừng để mất niềm tin vào chúng. Đừng mắng mỏ một bông hoa chưa nở, hãy tưới tắm cho nó. Hãy luôn đánh giá cao con và đáp ứng những gì chúng cần, chứ không phải những gì bạn nghĩ là chúng nên có mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có được ít nhất một người luôn đứng về phía chúng điều đó không có nghĩa là con bạn luôn đúng nó có nghĩa là con bạn xứng đáng để bạn nỗ lực nhiều hơn nữa mỗi chút yêu thương bạn dành cho con sẽ tạo ra một sự chuyển biến tích cực hơn ba bí mật quan trọng nhất khi làm cha mẹ kỷ luật không có tác dụng dù mọi cuốn sách đều viết về nó trừng phạt sẽ luôn khiến cách hành xử của con bạn xấu đi tránh không trừng phạt là điều quan trọng nhất bạn có thể làm để nuôi dạy một đứa trẻ có trách nhiệm và biết quan tâm thay vì trừng phạt bạn hãy hướng dẫn con một cách dịu dàng và đặt ra giới hạn cho hành vi nhưng luôn coi trọng cảm xúc kể cả cảm xúc của trẻ trước những giới hạn đó cả sự cảm thông chỉ dẫn và đặt giới hạn đều rất quan trọng nhưng nếu chỉ có một trong số đó thôi thì bạn sẽ không thể thành công bốn điều trẻ cần nhưng không ai cho bạn biết một nơi an toàn để chúng thể hiện cảm xúc của mình trong khi bạn lắng nghe chúng nếu muốn một đứa trẻ biết cách điều chỉnh hành vi trước tiên đứa trẻ phải kiểm soát được cảm xúc đã khiến nó thực hiện hành vi đó và nếu muốn một đứa trẻ biết điều chỉnh cảm xúc bạn cần cho đứa trẻ đó biết rằng có một nơi an toàn trong vòng tay bạn mà nó có thể khóc lóc hay gào thét mà không bị ngăn cản tiếng cười cũng có tác dụng giải tỏa căng thẳng giống như nước mắt vì vậy chơi với con cũng là cách tuyệt vời để giúp chúng thể hiện những nỗi sợ hãi hay giận dữ của mình những đứa trẻ được giúp đỡ để có thể đối mặt với những cảm xúc tiêu cực từ khi còn nhỏ sẽ học được cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân và cả hành vi từ rất sớm năm điều con bạn luôn ước bạn sẽ hiểu chúng chỉ là trẻ con và đang cố gắng hết sức có thể hãy mong đợi ở chúng cách cư xử phù hợp với lứa tuổi chứ không phải sự hoàn hảo con bạn đang khôn lớn ngay trước mắt bạn bé vẫn đang phát triển và bé sẽ trưởng thành hơn từ chính những hành xử không phù hợp của mình. Phòng ngủ bừa bãi của bé ít quan trọng hơn nhiều so với cách bé đối xử với em trai. 6. Câu thần chú hiệu nghiệm nhất Đừng biến sự việc thành vấn đề cá nhân của bạn. Dù con bạn có làm gì, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn phản ứng một cách bình tĩnh. Đó không phải vấn đề của bạn, đó là vấn đề của con bạn. Một người chưa trưởng thành đang cố hết sức với sự hỗ trợ của bạn để học hỏi và khôn lớn. Hãy nuôi dưỡng sự hài hước, nó sẽ giúp bạn tránh khỏi những cuộc đấu tranh quyền lực. Không ai thắng trong trận chiến đó cả. Đừng cố khăng khăng rằng mình đúng. Hãy giúp con giữ thể diện, hãy biến những lần nổi giận thành cơ hội để bạn tôi rèn khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Bảy điều bạn cần nhớ vào những thời điểm khó khăn mọi hành vi sai trái đều bắt nguồn từ những nhu cầu cơ bản không được đáp ứng hãy thỏa mãn nhu cầu của con bạn từ ăn ngủ vui chơi được yêu thương được kết nối được vui vẻ cho đến được học hỏi rèn luyện và được an toàn hãy cho trẻ biết trước cách cư xử mà bạn mong đợi ở chúng hãy cho chúng điểm tựa dạy bảo từng chút một để chúng có thể biết người lớn mong đợi điều gì ở chúng. Trẻ con muốn thành công. Nếu không như vậy, thì có lẽ mối quan hệ của bạn với chúng đang có vấn đề, chứ vấn đề không nằm ở hành vi của chúng. 8. Chuyên gia tốt nhất của bạn khi làm cha mẹ chính là con bạn. Hãy để chúng chỉ cho bạn những điều chúng cần ngay từ khi mới chào đời. Hãy lắng nghe trái tim bạn hãy luôn sẵn sàng thay đổi và trưởng thành và hãy học cách tận hưởng quá trình đó chín điều duy nhất bất biến sự thay đổi những gì có ích ngày hôm qua sẽ không còn hữu dụng vào ngày mai bởi vậy phương pháp làm cha mẹ của bạn cũng cần phải thay đổi giống như con bạn vậy mỗi chúng ta dường như đều có một đứa trẻ hoàn hảo trong việc chỉ cho chúng ta biết chúng cần gì 10. Điều quan trọng nhất, luôn gắn bó và đừng bao giờ rút lại tình yêu thương của bạn. Lý do sâu xa nhất khiến trẻ hợp tác với bạn là bởi chúng yêu thương bạn và muốn làm bạn hài lòng. Trên tất cả, hãy bảo vệ sự gắn bó giữa bạn và con. Đó là thứ đòn bẩy duy nhất giúp bạn duy trì ảnh hưởng của mình với chúng. Đó cũng là những gì chúng cần ở bạn nhất sự gần gũi cũng chính là điều khiến mọi hy sinh của chúng ta trở nên xứng đáng. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.